Bạn trai thì sao, mình có mấy mối tình rồi em? Từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Ủa, lý do sao vậy em? Nhìn thường, mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích chứ. Mời chàng trai. Mời bạn. Rồi, ngồi với bạn. Mời bạn gái. À, giới thiệu về mình đi bạn, giới thiệu cho bạn kia nghe luôn nha. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Đức Thoại, năm nay 26 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì bạn? Dạ, em làm xuất nhập khẩu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào bạn nam bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán hàng online. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em hòa đồng. Em sống tình cảm ạ. Em cũng biết nấu ăn nữa. Bạn trai thì sao? Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là thích giao tiếp với mọi người, có thể nấu ăn, có thể tự lập. Điểm yếu? Em hơi khó tính về chuyện ăn uống á. Khi ăn thì em ít bỏ hành lắm. Cá thì cá hồi thì em không ăn. Rồi, cá hồi mà không ăn. Cá hồ á. Dạ. Cái đâu cá hồi mừng quá. Không ăn tôi ăn hết à. Cá hồ là sao? Dạ, những động vật mà sống ở nước ngọt á, em ít ăn lắm. Ví dụ cá lóc nè, cá rô nè. Không ăn hả? Không ăn. Ăn cá biển thôi. Chà, cũng kén ăn dữ ha. Lạ nha. Em có tật xấu gì nữa không? Hơi khó tính khi mà mình phải chờ đợi lâu quá. Bao lâu thì khó tính? Nửa tiếng đi. Nửa tiếng hơi quá rồi, đúng rồi. Nhớ cho anh chờ 29 phút thôi nha. Đừng có quá 30 phút. Không có gì đâu. Chờ 30 phút thì ai cũng bực chứ bộ. Trời ơi, có nhiều chàng trai chồng kia si chờ cô gái mấy tiếng đồng hồ chờ. Đó lúc mới yêu thôi, thử cưới về coi. Sao em có để người ta chờ lâu không? Em cũng hơi lâu nhưng mà không đến nỗi mà là nửa tiếng hơn đâu chị. Còn cái chuyện lúc nãy bạn nói khó ăn á thì kiểu em cũng kén ăn lắm. Em cũng không ăn hành. Vậy khỏe rồi, đi chợ khỏi mua hành. Gặp hai người này chắc chợ bán hành ế quá. Còn gì bạn nói là không ăn cá hồ ấy à? Em thấy mấy cái đó cũng ngon mà không biết có thay đổi được hay không, hay là tại bạn bị dị ứng, hay là tại bạn không thích. Anh không ăn mình ăn dễ mà. Dạ đúng. Trời ơi, cái này nhiều. Vậy mấy muốn lỡ có về nhà thì mỗi người một nồi à? Mà nay nấy nấu nấy ăn luôn. Dạ. Bên kia cá biển, bên đây cá hồ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về tình trường đi. Cô gái, cô có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình ạ. Em chia tay cũng được một năm rồi. Tụi em bị cái khác biệt về cái quan điểm sống á, cho nên là không có tới được với nhau. Cái quan điểm sống của em sao? Em thì em muốn một người bạn nam phải biết chia sẻ với em. Có nghĩa là có chuyện gì thì phải nói cho em biết. Mà bạn nói thì cứ im im, kiểu không có thích chia sẻ với người khác. Bạn trai thì sao? Mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Chưa quen ai chị? Thiệt luôn á hả? Thiệt. Ủa, lý do sao vậy em? Bình thường mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích mới lên đây anh. Có khi nào thích phụ nam không? Không, thế là không. Nói trời vui thôi chứ nhìn em là chuẩn men rồi. Nhưng mà lý do tại sao hai mươi mấy năm trời mà đến bây giờ rồi mà chưa có quen ai? Dạ, do chắc tính cách vẫn còn con nít đó chị. Em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa? Không, như là như chưa gặp được đối tượng. Hồi đó trời đi gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ? Chưa hợp. Có nắm tay cô gái nào chưa? Dạ, nắm tay thì nhiều. Có cảm giác gì không? Nhìn mặt cái coi. Không chuẩn men mà. Không có được hết bậy à, đừng nhìn bề ngoài mà đoán nha. Anh này là anh bậy rồi đó. Thấy một người phụ nữ nào đó mà mình sao xuyến rung động chưa? Hay là đơ cảm xúc? Không phải đơ, mình chắc chưa gặp, mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mới thích hay là gì đó. Đứng lên xoay vòng chị coi. Không ổn, chuẩn men lắm mà. Anh có khi nào mình cảm thấy sao xuyến bởi một anh chàng nào chưa? Chưa, mình không mấy nhân là không được khóc. Ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá là mình có thấy trời anh đẹp trai quá, tự nhiên mình muốn tới gần, mình muốn. Không. Sao em nói chuyện mà em cứ eo lắc lắc vậy? Yên con. Cô ta mà sao được, về tâm lý thôi, quan trọng thôi. Nè anh nói thiệt nè. Đó giờ em có hung chưa? Dạ chưa quen ai sao hung anh, hung nó quýnh chết. Rồi. Em có thấy người ta hung chưa? Thì có phim thì cũng thấy nhiều. Em nhắm em biết hung. Thấy người ta hung á, em có cảm giác giác gì không? Mình gặp thì mình tìm hiểu thì mới có cảm giác, chứ còn mà coi ví dụ như không, coi rồi. Người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan. Trời, sao liên quan, chết là bậy nữa. Chỉ có phim mà trên đó người ta khóc là chị khóc, người ta hung nhau là chị cảm thấy người chị nó sao xuyến. Sao xuyến mồi mồi. Bây giờ em ngồi đây, em kêu một người nào ôm hung thử em coi cảm giác không nha. Được không? Kêu chị cái bên kia được không? Được không? Tùy. Nhưng mà hả? Không, sao tôi nghĩ ông này quá vậy ta? Không phải, em chưa hung chị đồng ý. Em chưa có bạn trai đó, mình xảy ghế qua nhìn mặt coi. Sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái? Chưa có bạn gái chị đồng ý. Nhưng mà mình coi phim tình cảm, người mình phải có cảm xúc chứ. Thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị? Hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc.
Rồi thôi rồi, xong rồi đó. Mẫu người bạn gái muốn kiếm người như thế nào? Dạ hoạt bát, lễ phép, ngoan với biết quan tâm mọi người, cũng chịu giao tiếp như em vậy nè. Đúng rồi, nãy giờ em làm đây ai cũng vui hết trơn. Không, á không, dễ thương rồi, chuẩn men á, được rồi. Vì ổn rồi, chắc có thể dục thể thao gì không? Dạ, không, tiếng tướng này được rồi, khỏi dạ, thử. Dạ. Ngồi yên đừng có lúc lắc những nhèo eo eo. Tao mắc cỡ tướng ít tới vậy mà. Ngồi sao yên. Khó đàn trai tụi mày, có anh lo nè. Thôi đi về bển đi. Eo eo nữa. Bển đi. Khổ ghê á. Khó ta làm rối tội nghiệp đàn trai ta. Mình chị không ổn cứ lúc lắc. Có anh, có anh lo cho em nha. Đừng có lo, nãy giờ mình trắc nghiệm cho vui thôi. Ha, không có lo gì hết, bình tĩnh lên. Rồi, bây giờ anh hỏi đàn gái nè. Em nghe bển em thấy sao em? Dạ, em thấy bạn đó cũng vui tính. Vui, dễ thương lắm, hiền khô à. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Bạn nam em không thích bạn hút thuốc. Có hút không bạn? Dạ chưa đụng điếu thuốc nào anh. Đó. Hay quá. Có gì cũng chưa hết. Dạ. Bạn nam nhé. Đừng có nói nhiều mà kiểu có một vấn đề mà nói hoài. À, càm dạ. Ràm đó hả? Dạ đúng rồi, càm ràm. Em có không em? Dạ cái đó không biết anh. Không biết. Sao ông thiệt tình dữ vậy? Ông trả lời không có đi. Ông trả lời không biết. Rồi. Em không thích bạn nam kiểu tính tình con hơi con nít quá. Con nít bạn kia hơi con nít. Không, bạn nói em thấy là vui tính chứ không phải là con nít. À, được, dạ. Được. Em không thích bạn nam kiểu nhộn nhẹt mà hơi bê tha đó ạ. À? Này chắc không có đâu, yên tâm. Anh biết, không có rồi. Có chứ anh. Có. Đang uống được chứ anh? Trời, cái gì mà ta? Không muốn, không uống. Lại, ông uống, ông giấu bớt đi. Dạ, mình uống được nhưng không uống nhiều chị. Dạ, dạ uống được, thiệt tình tốt. Uống được. Dạ không, thiệt thà. Không, anh thiệt thà. Thà lắm đó, nãy giờ em cảm nhận rồi đó ha. Dạ. Hôm nay em trai có đi với người thân không em? Dạ em đi với chị, với anh, với mấy đứa em đó chị. Dạ em chào anh Quyền Linh, với chào chị Cát Tường. Dạ chào bạn. Dạ. À, thì chắc cũng phải kêu bạn chứ em lớn hơn em trai em có 1 tuổi à. Với lại chắc là 91 cũng hợp với em lắm. Em thấy bạn gái dễ thương á, lanh lợi, nói chung là hoạt bát, hợp với em trai em đấy. Mà đó giờ về nhà nó không tâm sự thích cô nào hay là gì, bạn học, bạn đồ, không có gì luôn hả? Dạ không, về chỉ có nói chuyện với mẹ. Chứ cũng có ít khi nói chuyện với em lắm. Thì ở chung với mấy đứa em trai nè. Trời ơi trời. Cho nói chuyện em ruột chút coi. Có dạ, khi nào tâm sự với em, anh thích cô nào không? Không lẽ không có về hả anh em, không nói nhỏ đó đẹp quá mày, hay là có khen ai chưa? Dạ cũng có. Có dạ, đúng không? Ít nói chuyện với là em. Lạ nhờ, ba chị em ít ai nói chuyện ai ta? Nhà hiền ghê, ai cũng hiền khô à. Dạ thì chị cả với Út là hợp tính hơn à. Vậy nói chuyện thôi được rồi. Bạn gái hôm nay mình đi với ai em? À, quên. Dạ em đi với ba mẹ. Đi với ba mẹ rồi, cho gặp ba mẹ nhà gái nè. Tôi là cha của Hải Thảo, dạ, của bộ đội về hưu rồi. Tôi nói cả cháu này, đàn ông thì mình phải ăn tất cả, bộ đội thì đã rèn luyện phải cái gì phải ăn chứ đừng cứ mình lại cá hồ nước ngọt không ăn. Thế thì mấy người nuôi cá người ta thất sản nghiệp hết à. Chết, cố gắng vượt lên chính mình đi nhá. Nhá, cố gắng. Dạ. Rồi, ok rồi. Dạ, con xin chào hai bác. Thì cái vấn đề của bác nói thì phải tập từ từ chứ còn ép quá nó không có vui. Nếu thế thì mai bố tớ phải gửi cậu vào trong huấn luyện quân trường, 3 tháng quân trường. Đúng rồi. Đấy, là cậu ăn hết. Cho em đi học gì, học kỳ quân đội chứ hả? Nói với trong hoàn cảnh nào thì mình cũng vượt qua. Mình sẽ gặp bạn bên kia ha. Cậu này vui. Hai đó. Bạn nói chuyện đi nha. Kéo màn lên. Rồi, kéo màn. Dạ, cảm ơn. Bạn cảm nhận thế nào về mình? Gọi anh em đi. Em bằng tuổi anh ơi. Thì bằng chứ. Bằng chứ anh em đi, thấy không? Hồi nãy giờ qua tiếp xúc bên kia thì em có cảm nhận gì về anh như thế nào? À, dạ, em thấy anh vui tính và kiểu cũng thật thà ấy à. Con trai như vậy cũng tốt, không có lẻo lự nhiều lắm. Dạ. Đừng có ẹo ẹo, gãi gãi, ngồi nhìn thẳng lên, nhìn vô cổ. Em ẹo thì được chứ anh đừng có ẹo. Cảm giác em như thế nào, cảm giác anh như thế, cổ như thế nào? Hôm nay gặp thì cảm giác thì xinh. Để có cơ hội thì hôm nay mình lên chương trình để mà làm quen. Cái tương lai xa hay không thì cái đó là sau này. Anh cao mét bao nhiêu vậy anh? Cao 1m74. Dạ nếu mà công việc trong nhà em nấu ăn này nọ thì anh có thể phụ em được không? Công việc ở nhà thì quan điểm rất là bình đẳng. Có thể phụ được gì thì mình phụ. Theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì? Chắc đi xem phim. Xem phim mà làm gì nữa? Dạ xem phim rồi đi uống nước rồi đi ăn gì đó. Rồi làm gì nữa? Dạ trở về. Anh thích phim gì anh? Đa số là phim hài.
hoặc hình. Cậu nói một câu gì đó thật tình cảm. Em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không? Dạ có chứ. Vui, vui rồi hồi hộp. À được. Dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ. Em thích. Được rồi. Nào hãy để tay nút bấm. Lắng động lại. Bấm nút, nhớ bấm nút là để hẹn hò, yêu nhau và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Wow. Bây giờ là mình nắm tay thật sự nè, không có chơi chơi nữa nha. Dạ. Giả gì? Nói gì anh? Nói gì vậy? Em phải đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp. Dạ xến quá. Xến quá. Dạ em nói sao mà cũng đưa tay ở... thì em làm nói đi. Nói sao em làm đi chứ. Thôi anh Linh kêu nắm tay rồi. Anh Linh kêu gì đây trời? Cho anh nắm bàn tay em nha. Tiếp tục lại. Nụ hôn đầu tiên. Nào. Bây giờ chắc hôn lên má. Ừ chứ hôn đâu. Để nguyên nha. Ôi trời choáng luôn rồi. Lên ăn xong hả? Đừng xỉu nha cưng. Cứ xỉu nha. Không có thể thiệt nha. Sao thấy sao mà cứ gì hoài vậy? Khô môi. Khô môi. Dễ thương quá à. Chắc yêu nha, chắc phải tôi đi theo quá. Bạn nữ đầu tiên đó là em chia tay nhiều, thiếu kinh nghiệm không? Ai thiếu? Dạ em à. Theo em á, yêu nhau đến lúc nào chúng ta hôn nhau được? Dạ chắc lấy đấy anh ơi. Trời đất ơi, đó lấy về hôn không được rồi chia tay nè kìa. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Võ Vũ Châu, em năm nay 26 tuổi, hiện là em là nhân viên văn phòng công ty Home Credit ạ. Châu quê ở đâu Châu? Dạ, em sinh ra tại thành phố. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Bùi Thiên Triều. Năm nay em 26 tuổi, em hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Triều, bên kia là Châu, bạn làm nghề gì? Dạ, em là kỹ sư xây dựng, chuyên đi giám sát. Mấy ông giám sát công trình đi hoài, đi hết chỗ này chỗ kia chắc cũng quen nhiều lắm mà. Dạ không có. Quen được mấy người yêu rồi? Chính thức thì quen hai bạn. Lý do tại sao chia tay? Dạ lý do của em thì nó nghiệt ngã. Bạn nữ đầu tiên đó là em chia tay vì thiếu kinh nghiệm hôn. Hả? Ai thiếu? Dạ em à. Thật cổ nói luôn hả? Chiều đó về thì bạn nữ đó có điện thoại cho em. Thì nói là lần đầu tiên hôn phải không? Dạ em có trả lời là có. Thì sau này thì khoảng thời gian đó là nhắn tin ít dần và có thể là không liên lạc với nhau. Là hôn có một lần ta chia tay luôn á hả? Dạ. Vậy chắc bạn cắt được rồi sao? Dạ không phải. Rồi, mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì là em không tìm được câu trả lời gì trong suốt quá trình quen nhau. Tối nào thì em với bạn nữ đó cũng nói chuyện điện thoại với nhau mà cứ kết thúc cuộc điện thoại thì bạn nữ đó cứ hỏi em một câu là Triều có điều gì muốn nói không? Em chỉ nói là không. Trời đất ơi. Đúng là nghiệt ngã đó mà. Nói tới khuya rồi mà hỏi có gì muốn nói không, nói không. Dạ nhưng mà nhiều lúc em cũng nói nhưng mà không đúng câu trả lời vậy. Em nói sao mà không đúng câu trả lời? Ví dụ như em trả lời sao? Em trả lời gì? Dạ thì có lúc thì em cũng nói là chúc ngủ ngon. Có lúc thì em cũng nói là anh yêu em. Nhưng mà đều trật hết. Anh ơi em hỏi cái này được không anh? Em hỏi em. Nếu mà kinh nghiệm hôn á, em bản thân em cũng không có. Thí dụ như quen nhau không hôn được không anh ha? Được, được. Anh thấy cái điều đó vẫn được. Ủa không hôn rồi là sao? Tính cách của em là em quen tới một giai đoạn nào đó chín mùi thì mới có tiếp xúc cơ thể. Hiện tại là giờ em chưa có nghĩ tới cái đó. Em có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình học trò 6 năm à. Là lúc đó có hôn chưa? Dạ chưa à. Cũng chưa nắm tay luôn, chỉ là bạn bè thì giúp đỡ nhau trong học tập. Dạ tới lên khi mà lên đại học thì vô môi trường mới, bạn có quen bạn gái mới, chú em chia tay. Tại vì không có va chạm cơ thể đó, người ta mới quen bạn gái mới đó, chứ có đụng chạm chút ta đâu có bỏ. Tôi cô gái này lạ, tôi qua tôi hỏi vụ này cái. Dạ, ôi trời em, dễ thương quá. Ông Mai tính sao em... chứ giờ cổ không có cho nắm tay cho hung gì đâu đó. Em tôi không biết ca này đâu. Anh hỏi nè, theo em á, yêu nhau đến lúc nào thì chúng ta hôn nhau được? Dạ chắc lấy đấy anh ơi. Trời đất ơi.
Người ta phải kiểm tra sơ sơ, người ta biết mình làm được, người ta mới lấy. Lấy về làm không được rồi sao? Đó, lấy về hôn không được là chia tay nè kìa. Không, mình có website này nọ thì mình có thể học hỏi. Học gì? Không, em đang nói coi về cái mảng kiến thức là y học, chứ không phải coi về cái mảng kiến thức kia. Kia là gì? Yêu nhau, trao nhau nụ hôn, đó là chuyện bình thường em. Nhỏ còn mà già dễ sợ. Cưới mà hôn hả? Dễ thương mà. Thôi cởi mở chút xíu thôi ha, nói chơi cho vui thôi. Dạ. Nhưng nghĩ rằng á, quan trọng tình yêu khi mà chúng ta rung động, chúng ta đầy cảm xúc thì nụ hôn nó có thể hiện điều đó cũng là bình thường. Tại em chưa yêu đó em, lúc yêu hả, người ta không hôn mình là một đèo mình hôn lại, đừng có nói. Dạ. Anh nhắc lại nha, đồng ý đến đây phải hôn nhau đó. Chị nói cho em nghe, nếu mà em đã nói hồi nãy em gì sợt gì coi đúng không? Em lát nữa em sợ coi liền cho chị. Một nụ hôn á, nó sẽ giúp làm trị rất là nhiều bệnh, giúp cho tăng tuổi thọ nè, giúp chữa trị bệnh sâu răng nè, giúp cho giảm căng thẳng nè, giúp giảm mệt mỏi nè, giảm stress, đủ thứ bệnh, đúng không mọi người? Yeah. Nếu như cả cuộc đời em không bao giờ hôn thì em sẽ già háp, xấu xí. Giá trị nụ hôn thế nào? Yeah. Giống như hai người dại hôn vậy thôi. Dạ, yeah, để em coi lại. Cái đó là quy định của chương trình nha em nha. Dạ. Bây giờ em có yêu cầu gì khi muốn kiếm người bạn trai không nè? Cái hình tượng của em trước khi gặp mặt á, bạn trai đừng châu chuốt bề ngoài quá, bạn trai cũng đừng có để mái Hàn Quốc. Đầu Hàn Quốc là mái sao? Dạ, mái bẹt qua một bên như vậy nè chị, nó xù 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 dài 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 che xuống phải không? Là em thích đưa trán lên phải không? Em thích đầu đinh. À. Ủa đinh rồi hả? Đinh rồi hả? Gì nữa? Với lại bạn trai đừng có hói. Đừng có hói. Dạ, bạn trai cũng đừng có để móng tay dài. Không hói, thích đầu đinh, đừng để móng tay dài. Dạ. Chào chị. Được. Tạm tạm. Có dài đâu chị? Ừ, cũng vừa đủ khều khều móc móc. Quên hỏi. Ủa rồi mắt mũi miệng chiều cao cân nặng gì có cần không? À dạ, bạn trai cao hơn em 1m65 đi chị. Rồi. Được, cái này tôi khỏi cần đo, tôi kinh nghiệm tôi nhìn là thấy đủ chuẩn rồi đúng không em? Vừa đủ. Vừa đủ đúng không? Tôi biết mà. Nãy giờ phân tích về cái phân tách cái nụ hôn đó là cuối cùng là em thấy sao? Thương nhau là được thôi chứ đâu có nhất thiết là phải hôn hay là đi tiến xa hơn rồi mới đi. Tại vì là em cũng không biết hôn luôn. Dạ thì em nói em thiếu kinh nghiệm. Rồi xong luôn. Rồi hai đứa này lấy nhau về phải coi website hoài quá. Rồi em yên tâm đi, bên đây không biết hôn luôn, không có hôn em đâu, em đừng lo. Nha cưng. Dạ. Bây giờ mình gặp người thân đi, bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ em và một người bạn thân à. Xin chào cô anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường và khán giả. Cho cô hỏi là con có hút thuốc, uống rượu, có đi cà phê hay cái này cái nọ hay không? Tự gì nói chung là nhà cô rất là nề nếp. Uống cà phê cũng bình thường mà cô. Không, uống cà phê mà ngồi lê đôi mắt á, uống xong rồi về. Còn đằng này ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Thế là vô ban giờ nghề đó. Ừ, là cô không thích. Dạ thưa bác, chào bác. À, chào con. Dạ là con á thì dạ con không hút thuốc, không uống rượu. À. Dạ bia thì con có thể là uống được tầm 1 đến 2 lon. À. Dạ. Còn cà phê thì con chỉ hay đi cà phê với bạn thân của con. Đi cà phê thường con đi vào ban đêm. Không có nghĩa là đi làm về để đi chơi với bạn bè chứ không phải là đi khuya. À dạ. Chứ cà phê mà ban đêm á là hay là cà phê ôm. Dạ không phải. Tại vì sáng con hay đi làm sớm mà. Giờ ban đêm uống cà phê nó nhẹ nhàng lắm cô. Ừ. Mình xả stress mà. Cô thấy là tạm ổn thì giờ hai đứa tạo điều kiện cơ hội để tìm hiểu nhau. Con học của anh Quyền Linh đó, cái mẫu người đó rất là chuẩn, là tốt. Trời ơi. Rồi cô cảm ơn ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô. Con cũng hay uống cà phê ban đêm. Anh đi với ai? Dạ em đi với em họ em với lại bạn thân của em ạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Rồi, chào em. Chào tất cả khán giả. Em thấy chị rất là dễ thương, rất là hiền, gia đình nề nếp thì em thấy là rất là ổn. Anh của em thì khá là hiền, tốt tính lắm chị. Em hy vọng là anh chị cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Cô bố họ tặng em lần đầu gặp này. Dạ anh có gì nói với em không? Nhìn em rất là dễ thương. Em nhìn anh có thấy anh giống người Campuchia không? Ờ,
Vậy có ấn tượng ban đầu của anh á, thì em ấn tượng về mái tóc đầu đinh, tại vì em rất thích đầu đinh. Em có thích làm, em có muốn muốn gì nói đi em, nói đại đi. Dạ không, ý em hỏi là bạn nữ có chịu làm dâu không ạ? Dạ, em cũng hỏi anh có muốn ở rể không ạ? Ở rể thì vẫn được, nhưng mà anh hiện tại là còn phải chăm sóc mẹ. Có thể ở gần nhà em, hoặc là có thể ở chung nhà em, có thể là có mẹ anh đi cùng. Thì hiện tại thì anh chỉ còn có một mình mẹ, không ai chăm sóc mẹ. Nên anh muốn là em là có thể thương mẹ anh như cũng thương mẹ của em. Và anh sẽ làm lại được điều đó đối với em. Nghĩa là hai mẹ ở chung nhà luôn. Dạ, điều đó càng tốt hả chị? Em thì ở đâu thì cũng vẫn được, nhưng mà có điều là em chỉ muốn là có mẹ em đi cùng. Tại vì em còn một mình mẹ. Em ở nhà mẹ với ai nữa? Ba em mất, nên thành ra em cũng chỉ có còn mẹ với chị thôi. Dạ. Ba anh cũng mất. Vậy thì có thể hỏi mẹ được đấy. Dạ, chào bác ạ. Thưa bác, là con có ý kiến như vậy là hai mẹ có thể ở cùng với nhau được không bác? Trước mắt là tụi con phải tìm hiểu coi có hợp nhau hay không, rồi có tiến tới được cái hôn nhân hay không, thì cái chuyện đó thì tính sao, chứ giờ tự nhiên hỏi cô không trả lời được. Chính xác là như vậy, chưa ai trả lời được điều gì, bởi vì điều này nó cũng rất là quan trọng. Ý kiến của bạn nữ anh cũng không bỏ mẹ anh được, và em cũng không bỏ mẹ em được, thì nếu chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ tìm ra một cái cách nào đó thích hợp vẹn toàn cho cả hai. Đúng rồi. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha. Hy vọng rằng các bạn sẽ suy nghĩ được những điều đó. Nào, bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Quyền quyết định của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Sao bạn lại trùng bước thế? Dạ, tại vì khi nãy em có hỏi bạn nữ á, có chịu cho mẹ em ở chung hay là có thể ở gần mẹ em không, thì rõ ràng là bạn nữ không trả lời được câu hỏi đó. Nếu một người đàn ông mà có hiếu với mẹ mình, em thấy điều đó cũng rất tốt. Đúng vậy, hy vọng là các bạn sẽ tìm được nửa yêu thương của mình. Tính ra thì em chỉ có được một mối tình, và quen nhau thì chỉ được hơn có 1 tháng thôi, kịp nắm tay thôi. Hôn chưa? Dạ chưa. Trời ơi, tiếc quá. Cũng mang tiếng có một mối tình mà chưa được hôn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, với bạn, chúng ta sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu về mình. Em giới thiệu tên, nghề nghiệp. Dạ, chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên đó. Em tên là Hoàng Ngọc, năm nay em 23 tuổi. Hiện em đang là nhân viên thẩm định tại công ty tài chính Home Credit Việt Nam. Ban đầu em là nhân viên chăm sóc khách hàng, xong em mới vừa được chuyển qua bộ phận thẩm định bên công ty bên đây ạ. Quê em thì ở Tây Ninh, nhưng mà em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia là thẩm định, em làm nghề gì? Em tên là Võ Đức Lợi, năm nay em 28 tuổi. Em hiện giờ là kỹ sư IT của một công ty Nhật. Quê ở đâu? Dạ, quê em ở Sóc Trăng. Em lên thành phố Hồ Chí Minh được lâu chưa? Hồi đó lúc em học đại học thì em học ở Cần Thơ. Dạ, sau khi tốt nghiệp em có đi tu nghiệp ở Nhật 3 năm. Sau em sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng được 1 năm rưỡi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Tính ra thì em chỉ có được một mối tình, và quen nhau thì chỉ được hơn có 1 tháng thôi. Ờ, 1 tháng rồi có kịp nắm tay nắm chân gì chưa? Chắc là kịp nắm tay thôi. Hôn chưa? Dạ chưa. Trời ơi, tiếc quá. Cũng mang tiếng có một mối tình mà chưa được hôn. Trời ơi. Dạ, em giới thiệu về bản thân mình nè, những cái điểm mạnh điểm yếu của em. Thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh. Đúng rồi, chăm sóc khách hàng mà. Em không có biết cách che giấu cảm xúc của mình á chị. Chỉ cần nhìn gương mặt em, nhìn biểu cảm của em. Vậy cũng tốt, cái che làm gì em, đâu cần đậy chi, mở ra đi. Khi mà đi chơi với bạn bè á chị, nhiều lúc mà có ai đó trong nhóm á làm cho mình buồn á chị, em thì không có giấu được cái cảm xúc của mình, làm ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người. Bạn trai thấy sao? Đuổi bạn gái về hả? Dạ, em sẽ đưa bạn về. Rồi nói chơi mà làm việc luôn trời, rồi tôi nói chơi mà. Một khi đã không vui rồi đó chị, thì mà mình ở lại mình cũng không có được vui. Ủa, rồi đưa bạn gái về rồi có quay lại không? Chắc em xin phép em về chung với bạn gái em. Vậy rồi được. Có lần sau thì hai cái gì đó thì em sẽ nói chuyện với mấy bạn của em. Bạn có khuyết điểm gì và ưu điểm gì? Hay quên, hay đi lạc đường. Trời ơi.
lúc mà em giận á, em hay im lặng. Một là em phải bỏ đi chỗ khác. Cái này tốt mà, này ưu điểm mà giận bỏ đi đâu, được có đâu. Phụ nữ ghét vậy lắm, ví dụ như hai người giận nhau em muốn xử lý sao? Khi em giận á thì thường em hay im lặng lắm chị. Em không có muốn nói ra những cái lời của mình trong lúc giận hơn. Nhưng mà em hy vọng cái bạn nam lúc mà em giận á đừng có bỏ mặt em. Tức là bạn ấy hay cái chọc cười em đi. Nhưng bạn ấy đòi bỏ đi rồi kìa. Em nghĩ là sau khoảng thời gian chở một ngày sau đó hay là tối đó hay là một cái gì đó khi mà mình đã ta nói giận quá nóng quá mất khôn cái này là được. Em sẽ tìm người yêu thế nào để có thể phù hợp để mà tiến tới sang nữa. Mình phải gần nhau để mình tìm hiểu nhau. Gần thì dễ mà giờ ở chung gần gì đâu. Dạ thử được không? Dạ được. Gì? Đối với em là người con trai thì em cũng thích điều đó mà. Nhưng mà em tự suy nghĩ thì nó cũng không tốt cho người phụ nữ. Thích cũng thích lắm. Thích nhưng mà thích biết là thôi vậy được rồi. Em có chịu sống thử em nghĩ sao? Ờ, tìm hiểu, đi chơi với nhau, tiếp xúc nhau. Một phần nào đó cũng sẽ hiểu nhau, tính nhau nhiều rồi. Nên là không nhất thiết là phải sống thử. Tại vì em cũng quan niệm là như vậy cũng rất là thiệt thòi cho con gái tụi em. Sau khi kết thúc một mối quan hệ, dù ai đúng ai sai không cần biết, bao giờ phụ nữ cũng thiệt thòi hơn cả. Cho nên quý vị phải yêu thương phụ nữ nha. Cho chàng có tay cho phụ nữ. Nói vậy thì cũng công bằng. Nhưng mà anh thấy rằng cũng có một vài người sau khi sống thử nhau chia tay là bạn trai cũng gọi là thiệt thòi hơn nhiều bạn nữ. Thiệt thòi gì đâu, nói nghe thử rồi thiệt thòi thiệt sao? Thiệt thòi hơn á. Thành ra đừng bây giờ mình nói giờ cái gì cũng phụ nữ thiệt thòi hết. Vậy cũng không công bằng với phụ nam đúng không em? Rồi thôi cho chàng hố tay cho phụ nam. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ vô vấn đề. Phải suy nghĩ thật kỹ khi mà ta sống thử với nhau. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao hơn em, khoảng 1m65 trở lên là được. Em thích bạn trai vừa người. Em quan trọng về tính cách hơn. Bạn ấy là một người chín chắn. Trong đó thì pha lẫn một chút hài hước. Một người tâm lý, biết xử sự với mọi người khác. Em thích bạn trai có mùi nước hoa nặng nồng quá. Không thích nước hoa? Dạ đúng rồi. Em có xài nước hoa không? Dạ không. Bạn này thích mùi cơ thể. Không lo. Có những dịp quan trọng như là gì đó em mới xài. Em có đọc một cuốn sách đó là khi mà mình sử dụng nước hoa không phải là mình thể hiện bản chất gì mình, nhưng mà mình nói là mình tôn trọng phía đối diện. Nên em mới bạn bên đây hơi tâm lý đó, hơi chín chắn luôn đó. Rồi bên đây ngon, đàn trai ngon dạ, lắm mà chị. Đùa. Cao nhiêu? Chiều cao của em nó không ổn định lắm chị. Chiều cao mà không ổn định, cân nặng không ổn định chứ chị. Chiều cao mà không ổn định là sao không? Dạ hồi đó em đi học ở Cần Thơ, em đi khám sức khỏe, đo em là 1m65. Trước khi em đi Nhật á thì em có khám sức khỏe lại một lần nữa á. Rồi người ta đo em 1m64. Vậy là 64 chắc ăn rồi. Bây giờ đi về. Rồi cái qua bên Nhật á, khám sức khỏe định kỳ hàng năm á, người ta đo em có 1m63. Bữa hộp em mới đi khám thì lại quay lại 1m64. Giờ đo lại chắc 1m62 quá. Tôi hỏi cân nặng thật ra thấy cũng dí dỏm hài hước. Cô này cô thích người vui vẻ. Quan trọng nè. Dạ. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc 2-3 năm nữa. Được rồi. 2-3 năm nữa rồi em chờ được không? Em muốn bao lâu nữa kết hôn? Dạ em nghĩ thì em cũng còn trẻ, em cũng dự định khoảng 2-3 năm nữa em mới kết hôn. Lúc đó thì em mới cảm thấy là mình chín chắn và có thể tự lo cho gia đình nhỏ của mình được. Dạ cho chú Huyền lên. Chú Huyền lên. Ý là tụi già ăn cát tường nhiều đúng không? Nó chơi vui thôi. Bạn bên đây rất là dễ thương. Dạ. Người rất là thật tính. Mặc dù bạn đi nước ngoài 3 năm như thấy là cái chất gọi là miền Tây nó rất là rõ rệt. Sóc Trăng đó, làm dâu ở Sóc Trăng được không? Em cũng không biết nữa tại vì trước giờ thì cũng chưa có thử bao giờ. Chưa có thử là thử rồi ngồi đây chi. Trời ơi, chuyện này đâu có thử được. Bây giờ thí dụ bạn trai nó thôi giờ về làm dâu Sóc Trăng đi. Dạ không sao, em có Đà Nẵng ở đây làm dâu ạ. Em không thích gì nhất ở người đàn ông? Tính toán keo kiệt quá, con trai ở dơ, tức là người phải sạch sẽ nhìn. Con này có hơi dơ không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ không. Thôi hai thứ đó không có gì hết. Còn gì nữa không? Em không thích con trai mà hói thì khô hơn có mụn. Nặng như không có. Dạ. Có hói cũng hơi hói nữa. Trời ơi sao cái này căng quá vậy? Ủa người ta có mụn thì về nặng chứ có gì đâu không thích. Dạ tại vì tính em thích đi ăn, đi uống, đi ăn ngon đi là em thích là bạn đối diện với em làm sao cho em cảm giác ăn ngon miệng. Có mụn. Ủa thấy mụn không ngon miệng hả? Mụn như rắc hủ tiêu vậy em. Tự nhiên không thích có mụn là sao? Dạ. Hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em có đi với sếp của em với bạn làm cùng công ty. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Sếp trẻ đẹp dữ ta. Em quen bạn bè, bạn trai, bạn gái gì em có thích người nào có mụn không?
Dạ, với cái cạnh em là một phái đẹp thì em suy nghĩ rằng là một người bạn trai thuyết phục bạn gái không chỉ là ngoại hình thôi, nó còn mang ở tính cách, ở lời nói và thái độ nữa. Nếu như bạn nữ ngồi trên này có thể nhìn thấy anh Lợi thì có lẽ là bạn ấy có thể thay đổi suy nghĩ, dù cho anh ấy có mụn hay không có. Mụn không phải là vấn đề trong tình yêu. Em cảm giác bạn gái thế nào? Chưa xét về lời nói của bạn ấy thì với một sự tương đồng rằng là với bộ trang phục của hai bạn ngày hôm nay thì em thấy là có sự tông sực tông. Em cảm nhận ở lời nói của bạn nữ có một sự chân thành và tình cảm. Bạn nữ rất là dễ thương, đặc biệt là một người mang cái tính cách mà em nghĩ rằng là với một người con trai hiện tại chắc chắn sẽ lựa chọn và sẽ không để bỏ lỡ cơ hội để hẹn hò với một bạn gái như thế. Rồi, cảm ơn. Hay quá. Em có đi dài không? Em đi với em họ và những người bạn thân của em ạ. Con chào chú Quang Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi, hai người bạn với nhau rồi. Xin lỗi mình nặng bụng chút nha. À, em thấy như cái chú ngồi kế chú Quang Linh bển sao? Anh rất là chín chắn, ngoại hình thì cũng tương xứng với bạn Ngọc. Với lại cái vấn đề mụn á, ý của bạn Ngọc là mụn nhiều á chứ không phải là một xíu. Mụn bọc á phải không? Thủy là nếu như hai bạn đồng ý với nhau, tụi em cũng ủng hộ cho bạn. Cảm ơn em. Bây giờ hai bạn trẻ sẽ gặp mặt. Có 2 phút nha cưng. Kéo mà. Hợp á, bạn trai bên đây cũng dễ thương, bạn gái cũng dễ thương. Nào. Dạ, chào em. Anh đến dịch anh có mang món quà tặng cho em. Lần gặp đầu tiên thì anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nói chuyện nghe gần gũi. Tâm thiệt tâm ha. Anh có biết nhậu không? Anh không có được giỏi. Con trai miền Tây không biết nhậu. Không nhậu là tốt chứ sao? Em muốn có người có nhậu hả? Dạ đúng rồi, tại trời. em nhậu không được nên em hy vọng khi mà đi chơi với bạn bè có người là gánh thay em. Vậy chắc để anh cố gắng. Đừng vì sắc đẹp mà mê muội đi nhậu như cơ. Cái chuyện này bỏ qua, không có cố gắng. Sau này mà hai đứa có tiến tới xa hơn á thì anh sẽ ở trên Sài Gòn hay là về quê? Anh thì có dự định là anh sẽ làm việc ở Sài Gòn, làm tới khi nào mà mình cảm thấy mình không còn làm việc thì anh có ý định là phải mình về quê mình sống. Anh thì anh thích ăn bánh ở nhà mẹ nấu nên anh có một ý tưởng là anh muốn mở một cái tiệm bánh gì đó. Bánh gì? Bèo bánh củ cải. Làm bằng củ cải hả? Dạ. Hùng vốn mở tiệm bánh được á. Em thì cũng có một ý định là sau này em sẽ mở một cái shop bán những cái đồ phụ kiện của nữ như gấu bông chẳng hạn. Dạ. Thì cơ mở chung mặt bằng, một bên bán bách, một bên bán quần áo, phụ kiện. Dạ. Nói chung mỗi người có một hướng lập nghiệp như vậy là tốt rồi. Bây giờ mình nói một câu gì đó tình cảm lãng mạn, thuyết phục nhau đi. Thôi em hát để anh. Được vậy đi. Anh yêu em nhiều lắm và anh sẽ nói cho em nghe là chết. Làm lại chứ. Hèn chi ổng ế tới ngàn hai đúng rồi đó. Là 2, 3 bắt đầu. Chưa để em nhắm lại cái đề. Anh yêu em nhiều lắm và anh đã nói cho em nghe là bao yêu thương say đắm cũng như gió bay ngang qua. Đưa đôi tay anh ngắm, hãy cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm. Hãy đặt bờ môi lên bờ môi để đôi mi ngắm. Người yêu ơi. Nói câu gì đi em, nói sao nhanh lên, cơ hội cuối cùng nè, 20 giây. Anh sẽ hứa thực hiện những gì em mong muốn. Muốn cái nắm tay ra đi. Dạ, cố gắng nặng hết mụn. Câu này dễ thương nè. Đây, nút bấm đây. Rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay không. 1 2 3. Ở dưới chỉ đạo lớn ghê ha. Hết thời gian. Ủa gì? Có bóng mà. Có không? Có rồi kìa. Dịch mình hả? Trời dễ thương quá. Bóng mà là ủa. Bẻ ngón tay hoài, nắm tay người ta đi. Thấy sao? Thấy có điện nó giật giật. Hùng gái đi.
biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người thân cũng như là bạn gái rất là tốt ạ. Anh đang ở một mình, anh độc thân nên anh mới chịu làm. Còn sau này lỡ anh lấy vợ về rồi các anh ỷ lại sao? Nếu mà anh độc thân, anh chăm lo bản thân anh tốt thì anh nghĩ có gia đình anh sẽ chăm lo tốt hơn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bây giờ bạn nữ mình hãy giới thiệu về mình trước đi ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Huỳnh Linh cùng bạn nam ạ. Và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Thành, Nguyễn Thị Thành. Sinh năm 92, quê ở Hà Tĩnh. Hiện tại đang sống ở Biên Hòa và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý bộ phận QA của một công ty sợi dệt Hàn Quốc ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, là đầu tiên cho em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh thân thiện, chị Cát Tường xinh đẹp cùng cảm tất cả em. Các bạn có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Xin chào bạn nữ bên kia ạ. Em tên đầy đủ đó là tên là Nguyễn Xuân Phương. Em sinh năm 1984 tuổi Tý, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư xây dựng ở phòng quản lý dự án đấu thầu cho một công ty tư nhân ạ. Ở đâu em? Dạ em làm ở quận 7 ạ chị. Còn quê mình ở đâu? Chà, quê em ở An Giang chị. Nhưng mà bây giờ là hai bạn hơi làm việc là hơi xa nhau ha. Một người ở Đồng Nai, một người ở quận 7. Bạn gái mình có ngại bạn trai làm hơi xa tí xíu không? Khoảng cách cũng nhiều khi cũng không phải là vấn đề. Nếu mà bạn ấy đủ nhiệt tình và chịu khó. Nghĩ không phải sự nhiệt tình, nếu như tình yêu đủ thăng hoa thì cho dù ở đâu cũng đi dễ lắm đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Quận 7 Đồng Nai cũng không khó gì lắm. Nhưng mà bây cái giờ... đó là anh Quyền Linh nói, còn ý bạn trai như thế nào thì... Thì theo anh như nghĩ thì khoảng cách nó cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng ở tình yêu của mình có đủ lớn hay không. Thí y như tôi. Cái sự nghiệp anh thì muốn phát triển ở thành phố này. Nếu mà sau này anh quen em, anh muốn trụ ở đây, anh lập nghiệp và anh mua nhà ở đây. Không biết là em có sẵn sàng về đây làm việc và hàng ngày gặp anh không ạ? Điều đó cũng không phải là vấn đề ạ. Trời ơi, nói lúc đó yêu rồi. Anh xách gói về An Giang chắc cũng theo thôi chứ làm gì được giờ. Chia sẻ với nhau đi, điểm mạnh điểm yếu của em nè. Điểm mạnh của em thì khá là hoạt bát, cởi mở, cũng nhanh nhẹn nữa. Điểm yếu thì em nghĩ là hơi nhiều, hay quên, hay khóc. Ai làm gì em khóc? Em coi phim á, ví dụ như khúc này đang vui lắm tự nhiên qua khúc kia buồn là tự động khóc. Khóc dạ, mệt mệt cũng khóc. Ví dụ như là mình quen người yêu á, đi làm về mệt thấy gặp mặt trụ cũng khóc. Cỡ nào cũng khóc. Bạn trai thì sao nè? Dạ, nói về tính cách á thì mọi người trong công ty cũng như anh em nhận xét em là tính rất là điềm đạm và kỹ tính. Em thì thích gọn gàng và sạch sẽ. Về ưu điểm thì em tự nhận xét em là sống tự lập đã từ nhỏ. Do đó em biết nấu ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người thân cũng như là bạn gái rất là tốt ạ. Rất là tốt. Còn về khuyết điểm của em thì có lẽ là do vừa rồi công việc của em thì nó hay bận rộn và em cũng yêu thể thao. Do đó nhiều khi không có thời gian nhiều để dành để quen bạn gái. Vậy thì em có mối tình nào chưa? Lúc mà em đi bộ đội mới về á thì em cũng có mối tình. Nhưng mà em vừa thi đậu trường xây dựng và trường sư phạm á thì em thì quyết định em học xây dựng. Rồi bạn gái đó nói là nếu anh học xây dựng thì mình chia tay. Chắc phải làm sao đó chứ, nếu yêu nhau đâu có vậy, tình yêu chưa đủ lớn hay là có một cái tại sự... Tại vì lúc đó em đi bộ đội thì đã quen bạn đó là sinh viên học bên ngành sử địa. Nhưng mà em quyết định chọn xây dựng rồi bạn ấy chấp nhận em rồi như vậy. Tức là bạn ấy muốn đi cái ngành chung với bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cô gái, em có mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất á là quen được 5 tháng. Nhưng mối tình dài nhất là bao lâu em? Dạ mối tình dài nhất chắc được 5 rưỡi á anh Quỳnh Linh. 5 rưỡi nhưng tại sao chia tay? Do là lúc đó là em còn đang làm sinh viên ở trên Sài Gòn, xong rồi em tốt nghiệp đại học. Rồi em về nhà đi làm á, bắt đầu cái công việc mới nhiều thứ áp lực á, cộng thêm là yêu xa nữa. Mà cái bạn người yêu đó thì cũng khá là ghen, sau nhiều lần ghen tuông cãi vã. Mệt mỏi quá chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình muốn... thì á, đừng có ghen nè bên kia, bởi vì ghen là chia tay. Thôi, đó là những cái kinh nghiệm tình trường. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Khi mà em tìm người yêu thì em muốn tìm một người trưởng thành, chín chắn một chút. Thứ nhất là có thể nhường nhịn em. Thứ hai là khi mà em có sai hay là cái gì chưa đúng thì người đó sẽ chỉ cho em. Thì em cứ yên tâm. Về cái độ mà chín chắn thì anh nghĩ anh từ nhỏ đã sống tự lập rồi. Anh lo được cho bản thân và anh sẽ tốt cho bạn gái. Nhưng mà anh người lớn như vậy á thì nếu mà em trẻ con quá thì có được không? Đối với anh á, tình yêu á thì ai cũng có một cái có một khuyết điểm, nhưng mà quan trọng khi mà yêu nhau mình có thể nhìn nhận và sửa đựng cái khuyết điểm đó hay không em. Nếu mà em có những cái gì mà không tốt anh sẽ đưa ra
những anh góp ý với em, hoặc anh có những cái gì đó mà không tốt thì em góp ý với anh, thì anh sẽ hoàn thiện bản thân. Cuộc sống mà phải hoàn thiện thì mình mới tốt đẹp được em. Rồi bạn trai thì mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích người nói chuyện hơi dịu dàng tí xíu. Em thì em không thích những bạn gái mà lanh chanh mà này quá, em thì không chịu. Bây giờ em cảm nhận cô gái bên kia năng nói dịu dàng không? Em thấy thì bạn gái bên kia thì nói chuyện cũng thấy cũng hiện đại. Em thấy là cách nói thì cũng tính cũng ấm áp. Cái gì mà cô hỏi là hỏi tới luôn á. Để anh qua anh có mặt coi làm sao. Ồ, chào em gái. Dạ chào anh. Hơi khó tính đúng không? Em á? Ừ. Dạ không, em không có khó tính. Em tưởng tượng cái mẫu người của em như thế nào? Dễ nhìn một chút. Dễ nhìn luôn, anh này dễ thương nữa. Không khó nha. Hả? Dạ không ạ. Có không mà nhìn lâu dữ vậy? Anh nhìn lên nó sao không? Nếu mà hói, mấy người hói thì thông minh lắm. Người ta dụ mình á anh. Trừ khi mình cho người ta dụ, mình phải tìm đối tượng càng thông minh càng tốt. Thông minh vừa vừa bình thường. Thông minh thì phải hói. Nó gọi là nó theo cái logic như vậy. Nói vui vậy thôi. Chứ anh đây dễ thương lắm. Người miền Tây mà chất phát thật thà, thẳng thắn dễ thương. Được chưa? Sao mà mới nói chuyện được một chút mà anh người lên mới hết. Trời ơi, anh nhìn người nhanh lắm em. Rồi biết qua, cái bay qua anh biết rồi đực tụi cái luôn. Thì em mới muốn em tìm hiểu mà không phải như vậy là em bắt đền anh người lên. Bắt đền anh. Mạnh miệng quá. Anh mạnh miệng lắm, bắt đền anh. Với kinh nghiệm của anh đây là... Chị chưa có nói gì nha, để chị qua chị coi cái đã. Coi đi, xin lỗi đàn trai là hơi bị chân thành đó. Rồi, chào em. Bây giờ nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì khoảng 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng đến 1 năm, lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Lấy nhau về lập nghiệp, ai sẽ là người quản lý tài chính trong nhà? Yeah, em nghĩ nếu mà bạn gái lên lại như vậy thì để bạn gái quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Em nghe rõ hết rồi ha? Dạ. Yeah. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân đi, coi ý họ thế nào nha. Bạn gái đi với ai? Em đi chung với chị đồng nghiệp và em họ và vài người bạn thân. Rồi, mời em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn và chào tất cả các khán giả ở đây ạ. Em tên Nga, em là đồng nghiệp của Thành. Theo em thì Thành có nói là Thành bích ước, nhưng mà thật sự là với cái khóc của Thành là nó không có để chi phối cho người khác đâu. Mà giống như khóc một mình thôi chứ cũng khóc không chơi cho vui thôi. Có nghĩa đúng à. Có nghĩa sau khi khóc đó thì tự động điều phối lại được mình thôi, nên không có gì hết. Tự khóc rồi tự nín cũng cài ra. Dạ. Đi thi là mọi người có dặn là xa quá là sợ Thành nghỉ việc. Nhưng mà khi bạn trai nói là lập nghiệp ở thành phố thì cái đó cũng không là một vấn đề. Cái tính của Thành có lúc thì nó cũng hơi trẻ con, nhưng mà vô công việc thì không có trẻ con chút nào. Khi mà yêu thì người ta cần nhõng nhẽo vậy thôi, chứ không phải là một tính trẻ con đâu. À, chị thấy bạn này thì cũng được. Về cái mặt địa lý là cũng ổn ổn rồi đó. Còn về cái tính cách của hai người thì phải tìm hiểu thêm. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị. Em chị. Bạn trai thì sao? Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mấy anh đồng nghiệp và có ship em. Với em đi với em trai của em ạ. Dạ, mời ship. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào quý khán giả trường quay. Thì tôi tên là Nhã, nhận xét về Phương á. Nếu mà tiếp xúc lâu á thì Phương rất là vui vẻ, nhiệt tình. Phương là một người đàn ông của gia đình đấy. Còn về bạn gái thì anh thấy là bạn gái rất là dễ thương. Thì qua cách trao đổi thì thấy là hai bạn có thể rất hợp nhau. Thì anh mong là Phương nên bấm nút. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi, ý kiến người thân mình cũng nghe rồi ha. Bây giờ đến lúc hai bạn sẽ gặp nhau để chúng bây ta trò chuyện trực tiếp với nhau. Mở cửa hàng rào. Đó. Anh có quà đây. Anh có quà đây. Cái này. Nhẫn cỏ trao em hả hay gì? Dạ, xin phép anh điều cho em. Dạ. Sao tao tặng quà em nhìn chị chi vậy? Dạ. Dạ em cảm ơn. Đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn nào. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Đây là cuốn sách mà sau khi em đọc nó xong là em cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều theo hướng tích cực, nên em muốn tặng anh lại cuốn sách này. Anh cảm ơn món quà của em. Thật ra sách này thì anh cũng có nghiên cứu và anh cũng rất là tâm đắc. Hôm nay được quay lại nhìn thấy nó là anh cảm thấy rất là quý. Anh xin hát tặng tất cả các bạn trong trường quay với em một bài hát. Đứng nhìn bạn gái hát luôn. Nằm lấy tay anh. Sorry, vô em luôn đó. Ngọt ngọt mà. Được đó, được đó. Lại, giọng quá hay luôn. Bắt đầu. Nằm lấy tay nhau anh, trước em sau tôi đưa nhau về thăm làng quê yêu dấu.
Mười mấy năm qua lạc lòi thân diện xứ thèm, khúc ca dao qua lời ru mẹ hát, trong những đêm thâu ru con vào giấc ngủ bên bếp lửa hồng tươi hiu hắt mái tranh ngàn. Quá dữ, quá dữ. Anh thèm được nghe tiếng giọng đu đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tảo trắng em bay. Dù ở quê người buôn trang lễ phụ hoa, nhưng biết tìm đâu ra bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Em xin hết ạ. Thôi ngồi đi bạn, sao tự đầu nóng tay em thật chặt chứ. Nghe giọng hát của bạn trai em cảm thấy sao? Dạ ngọt cũng biết rồi. Mà chị hỏi em nè, sao tự nhiên lúc anh tặng quà cho em cứ nhìn chị hoài vậy, là ý gì? Em cảm thấy cái món quà này nó có giá trị lớn quá. Anh nghĩ anh thấy em là khi mà mở màn lên thì anh thấy em là rất là xinh, và theo cái giọng nói thì cũng rất là máu. Anh nghĩ là cũng đúng cho cái mẫu người mà anh. Dạ nhưng mà cô hoang mang, cô cứ nhìn em hoài à, cô ý là cô thấy món quà nó giá trị cô không dám nhận. Đó, tội nghiệp lắm, thương lắm. Không sao hết. Chị cái vụ mà chia tay đời qua á. À biết rồi, thì ra là cổ lo chia tay anh đời qua. Cô tự sợ chia tay đòi quà, không ai đòi của em đâu. Không, nhiều khi người ta không có đòi nhưng mà mình giữ mình cũng ái lấy. Không sao cả. Đây là bây giờ chúng ta chỉ là tình bạn thôi mà, chưa có gì cả. Chừng nào em đồng ý bấm nút không mà lúc đó tặng á thì có thể đòi. Bây giờ bạn bè mà đúng không? Giờ chưa có gì hết á. Hẹn hò đi. Bây giờ sao nè? Nói chuyện xong mới có gì nè. Em thì em có thích nấu ăn không ạ? Dạ em biết nấu ăn nhưng mà có cơm. Bữa đó tinh thần vui hay là xuyên xuyên cái người thì mình chăm chút món ăn này nó khác. Còn ví dụ bữa đó mà đi làm về mệt hay là bực bội hay gì đấy á, nấu cho qua vậy đó. Nếu mà thật sự á, về mà cưới nhau rồi á, em biết nấu ăn thì càng tốt. Nhưng anh là anh biết mọi thứ về nấu ăn hay dọn dẹp hay dù cách bố trí trong nhà, thì nói chung là anh ok, anh đảm nhận được. Khi anh làm mệt vậy anh cũng cần có một người vợ để nấu cho anh một bữa ăn thôi. Tại vì đó là bữa cơm gia đình thì anh rất là thích. Bây giờ là anh đang ở một mình, anh độc thân nên anh mới chịu làm. Còn sau này lỡ anh lấy vợ về rồi cái anh ỷ lại sao? Không làm cái anh quạo sao? Cái gì cũng làm gọi là thói quen. Nhiều khi nếu mà anh độc thân anh chăm lo bản thân anh tốt thì anh nghĩ có gia đình anh sẽ chăm lo tốt hơn chứ. Mình gặp nhau mình hẹn hò như thế nào? Anh thì thứ bảy thì anh chỉ làm buổi sáng thôi. Chủ nhật thì nghỉ. Thì nếu mà hẹn hò thì có thể là chiều thứ bảy thì anh sẽ sắp xếp anh lên thăm em. Một tuần một lần. Có thể một tuần một lần, hoặc nếu mà nhớ quá không kìa thì có thể một tuần ba lần không chừng. Rồi hết thời gian. Rồi chúng ta hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Kiểm tra lại con tim của mình nha các bạn. 2. 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Duyên đã tới. Nắm tay nhau trước hãy đi nào. Nắm tay nào. Mày đừng có ăn hiếp chàng trai của tôi nha. Em đâu có không giữ đâu. Nắm tay nhau thì phải sao nha? Hôn nhau. Đây nha. Không, đâu phải hôn con đâu. Chúng ta đã chấp nhận lên đây. Chúng ta đã chấp nhận bấm nút. Chúng ta đã chấp nhận hẹn hò với nhau trước bạn bè người thân. Thì cái chuyện đó anh nghĩ đâu có gì đâu các bạn. Dạ ưu điểm của em á thì hay đi nhậu nhiều ạ. Ưu điểm mà nhậu nhiều nha. Ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn. Vậy dạ? Mình chưa có gặp mặt á, tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời em ngồi. Quá dữ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu.
Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong chân nhân quay ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Xin tự giới thiệu, em tên là Trương Thị Thủy Tiên, năm nay 26 tuổi, hiện đang làm giáo viên công tác tại trường Trung học cơ sở Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ạ. À. Dạ, quê em ở Bình Phước ạ. Bình Phước rồi, dạy tại Bình Phước luôn. Dạ. À, hôm nay xuống đây tham gia chương trình. Dạ. Rồi, mời bạn Nam. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lý Trực Thể. Em làm nghề gì thế? Dạ, em làm nhân viên kinh doanh sổ số Vietlott. Bao nhiêu tuổi em? Dạ, 31 tuổi chị ạ. Dạ, em sinh ra lớn lên Đồng Nai và đang làm việc ở Sài Gòn ạ. Thấy cầm cây đàn, hát bài luôn. Hay quá. Sớm tụ luôn. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh luôn giữ em trong lòng. Dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh cũng vậy thôi. Em thấy hợp hợp đấy chị, em thích hát. Hả? Vậy hả? Dạ. Bạn nữ thích hát. Nhà trai nghĩ sao? Dạ bạn hát đi rồi mình sẽ đơn ạ. Dạ vậy thì để đáp lại bạn bên kia thì mình xin gửi anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả một ca khúc được mang tên Thuyền Hoa. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta giữa cội bụi. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Lời trớn hơi cao đúng không? Bên đó đờn được đúng không anh Linh? Cũng được. Cũng được. Nhưng mà rồi, đôi khi đờn với hát nó cũng không đi chung với nhau. Đó. Bạn có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người, biết lắng nghe và chia sẻ. Ai mà có chuyện buồn gì là cứ tới tìm em tâm sự. Rồi tới hỏi em có chuyện buồn thì em tâm sự với ai? Em giấu mình. Trời ơi, sao vậy? Bây giờ mình phải chia sẻ cho bạn trai mình để mình hết buồn, đúng không? Những cái điểm yếu của em là gì? Dạ, nhược điểm của em là rất là sợ ma, nhưng mà thích coi phim ma. Rồi vô đó lúc mà con ma xuất hiện sợ quá là làm gì? Dạ, che mắt lại cho nó đi rồi coi tiếp. Để tao đi coi phim ma làm chi? Đi coi phim ma mà thay cái con ma che mắt lại coi phim ma làm chi? Rồi cô giáo cũng dễ thương, năng động, hòa đồng. Tại sao lại chưa có bạn trai mà phải nhờ tới chương trình? Ai mà ví dụ muốn mà tới tán tỉnh hay gì đó với em là em phải đầu tiên em phải nhìn cái chân chút. Chân sao em? Dạ. Ai mà mang dép tổ ong mà cái màu vàng vàng à, rồi chân mà không được sạch lắm em thấy như là không được tôn trọng á, nên là em phải nhìn cái chân chút. Bên chân kia sao anh Linh? Cái chân đen thùi lôi, thấy mà ghê. Chút tôi bắt lột chân tôi kiểm tra đó nha. Nhưng mà em ơi, tại sao vậy? Cái người ta mang dép tổ ong mắc mớ gì không thích người ta em? Tán tỉnh bạn gái thì trước hết mình phải tôn trọng, ăn mặc cái chỉnh chu một chút xíu à. Thì người ta ăn mặc chỉnh chu được rồi, cái chân liên quan gì? Nhưng mà nó sao sao à. Nói chung là cái chân mới quan trọng. Rồi sao nữa? Cái bàn tay thì được, đừng có để móng tay. Móng tay nhìn ghê. Trời ơi, hết rồi. Có một cái móng dài một thước mấy. Hả? Rồi, bây đó nãy giờ ta đưa ra những cái ưu điểm, khuyết điểm rồi. Mình nói luôn đi cho bên kia biết luôn. Dạ, ưu điểm của em á thì hay đi nhậu nhiều ạ. Ưu điểm mà nhậu nhiều. Cái đó chắc ưu nhọt. Rồi, ưu điểm gì nữa? Từ nhỏ đến lớn em là gọn gàng, sạch sẽ, quần áo ngăn nắp, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén em từ lập từ nhỏ. Bây giờ mình có tật xấu gì không? Em cũng hay nói, về nói một lần không nghe lượt ai rồi xong rồi tự em dọn luôn ạ. Đó không phải tật xấu đâu. Rồi. Bây giờ mình tìm người bạn gái thế nào nói luôn. Chung ai nhìn thấy được là ba mẹ em thấy được là em cũng được rồi. Tại vì em cũng không quan trọng lắm ạ. Nếu dù ba mẹ em nó không được thì sao? Không, bây giờ quen ai giờ mẹ cũng không cấm ra. Quan trọng là do em đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới bạn gái. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. Chưa? Chưa hẹn hò lần nào? Dạ chưa luôn ạ. Vậy là đương nhiên chưa hôn luôn rồi. Dạ chưa. Ủa tại sao vậy? Ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn. Lý do? Chưa, mình chưa có gặp mặt á. Tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy. Nhưng mà mình có thích đàn ông không? Dạ có. Có hả?
muốn tìm người đàn ông như thế nào? Dạ muốn người cũng phải cao một chút, tại vì em lùn cho nên phải cho đời con em nó cải thiện được chút xíu. Đừng có hói đầu. Cái này được không? Dạ được. Mũm mĩm nhưng đừng có bụng phệ. Em không thích người nào mà ốm quá, nhìn không có sức sống, không có đủ khả năng bảo vệ bạn nữ. Ví dụ giờ móng tay anh để dài rồi sao? Giờ sao? Dạ về cắt đi. Anh không chịu cắt thì sao? Lén lén cắt. Đôi khi mình khó quá, mình chén chọn quá đó, mình gọi là mất nhiều, rất nhiều cơ hội nha. Dạ. Đâu đâu để tôi kêu anh cỡ dài tôi coi cái chân coi. Dạ em chào chị ạ. Mang chi bích kính dữ vậy? Bình thường là mang dép tổ ong không mà đúng không? Sao chị biết hay vậy chị? Đúng luôn hả? Dạ. Thiệt luôn hả? Dạ. Cởi ra cho tôi chiếc dài tôi kiểm tra coi, lẹ lên. Không, chân này sạch nè, mới cắt hả? Dạ sao chị biết vậy? Ủa cái gì cũng đúng luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi, không được rồi. Dạ em đẹp, em phải đánh đàn chị. À, một bàn bên này thì cũng cắt mà đều vẫn có dính đất chút đỉnh. Rồi bên đây thì là để đánh đàn. Dạ. Cổ cũng thích hát. Dạ. Biết đâu mình dụ cổ thôi, để anh để cái bàn tay này anh đàn cho em hát, biết đâu người ta cũng ưng. Dạ em sẽ cố gắng chị ạ. Cái mặt anh này tôi thích ghê, mặt anh vui vui ha. Anh cười coi. Cười. Dạ. Có ba lúng đồng tiền nha, mặt này cũng đẹp trai lắm mà. Thôi được rồi, mang dài vô đi, chút xíu gặp nhà gái. Được rồi. Nhớ thuyết phục cái vụ nha kia nha. Được được. Trời ơi dễ thương lắm em ơi. Bây giờ cho gặp người nhà đi. Mình đi có ai đi theo không? Dạ có mẹ em ạ. Dạ chào chị cô Cát Tường. Dạ, bạn trai bên bển sao cô? Nói chung là cái tiêu chí thấy được. Từ nay em trai chào bác gái đi dạ, em. Dạ con chào cô ạ. Cô cứ yên tâm đi, nếu như mà con mà mối quen được đi con gái của cô ở đây á thì con dám hứa nhưng mà con sẽ cố gắng yêu thương giống như cô yêu thương con gái của cô vậy đó. Cô có một câu hỏi hỏi con. Dạ. Nếu mà giờ con gái của cô nó còn yêu nghề mà nó ở trên xa đó, con có chấp nhận cho là vợ con ở trên đó dạy học còn con vẫn ở dưới đây, cuối tuần con về như vậy, hay là con phải bắt buộc là con của cô phải về đây ở nhà trọ? Dạ không ạ, quen là tin tưởng, nếu như có thì con sẽ tình nguyện con đi xuống dưới đó rồi xong con ơi con sẽ về ạ. Chứ là sẵn sàng tới nơi luôn á. Hôm nay lực lượng nhà gái rất là đông đảo luôn. Nhà gái đâu, đưa tay lên. Trời ơi, ơi! Đi cả xóm luôn hả cô? Dòng họ. Dạ. Nội dạ. Ngoại. Nội ngoại ở đây ai lớn nhất nào? Dì ba. Bà đó bà hàng xóm bà đi. Rồi cho bà họ nói câu coi. Thằng trai dạ. Được không? Thấy cháu trai như vậy đó là cũng được lắm. Cảm ơn. Nhà trai đâu? Rồi, dạ, em đi xếp với mấy bạn trong công ty ạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Cát Tường. Em chào chị, chào bên phía nhà gái. Việc mà nếu như tiến tới hôn nhân với nhau á, mà có muốn một người ở trên Bình Phước, một người dưới Sài Gòn, thì bên con có thể tạo điều kiện là cho anh Thể lên phát triển thị trường trên Bình Phước để cho hai người hỗ trợ tạo dựng mối quan hệ tiến lên lâu dài. Nhưng mà bạn dạ. Nhìn thấy nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Dạ, được đấy anh. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình chuẩn bị sao, là sao? Anh Thể mà không đưa được chị nào về thì tháng này anh đừng nhận lương nữa. Chết trời ơi, áp lực chưa? Em cố gắng đừng để anh mất tháng lương tội nghiệp anh nha em. Kéo mà. Vậy chắc không phải cố gắng à. Cố gắng, cố gắng. Dạ. Chào em. Ủa nãy giờ ở đâu tôi không thấy bóng bóng. Dạ cái này thì em tặng cho anh Quyền Linh. Trời ơi. Hai cháu ở nhà em mới làm tới thì giờ. À tặng cho hai cháu hả? Dạ. Quan tâm tới con tôi dữ ha, cảm ơn nhiều nha. Dạ cái này anh trước khi gặp mặt anh có quà tặng em ạ. Cảm ơn ạ. Cái này là bạn Thể làm á hả? Dạ. Chú trà hay quá nha. Đây là một người rất là tỉ mỉ. Này cất đem gì cho con coi. Em thấy anh cũng vui vẻ hoạt bát, biết đánh đàn cũng được. Hai má lúng đồng tiền đó, đẹp trai không? Mắt to vậy sao? Anh thấy em như thế nào ạ? Thì nói chung anh không tưởng tượng ra được, em quá là dễ thương rồi. Dạ anh cảm ơn. Anh Hò như thế nào? Lên Bình Phước gì đó làm sao? Nhắm lên tuần lên mấy lần? Nếu như công việc em sắp xếp được, nói chung thì em thấy nhớ thì em sẽ chạy lên ạ. Em không biết vậy. Giờ giấc như nào mình sao công việc em xong rồi em sẽ thu xếp em sẽ lên. Cũng khá xa đó anh ạ. Không sao đâu em ơi. Nhớ là cứ đi thôi ha. Dạ. 2-3 giờ đêm nhớ đi luôn. Dạ vẫn bình thường em. Nếu như mà em cho anh sẽ đi. 2-3 giờ đêm em chịu gặp anh đi liền. Rồi, thôi chuẩn bị bấm nút các bạn. Để tay vào nút bấm đi bạn. Đây là giờ phút mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định. Cái chuyện rất hệ trọng. Bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau. Có mẹ, có cả gia đình, có cả hàng xóm, có cả những anh em đồng nghiệp mình đang chứng kiến. Và bao nhiêu người đang xem mình qua truyền hình. Suy nghĩ. 1 2 3
Hết thời gian. Hết thời gian. Em bấm mà nóng đi. Từ từ em đừng nóng. Mẹ nói hết thời gian, em bấm mà nó không vô. Rồi, nắm tay đi bạn. Nắm tay đi cưng. Xin phép mẹ hôn gái mẹ gái. Rồi, dạ thôi được. Quy định của chương trình. Cô ơi, con phép, xin phép ạ. Đó, mẹ đồng ý rồi. Má cho rồi. Ngoại hình thì cao khoảng 1m70, mặt chữ điền. Bên đó mặt chữ gì? Mặt chữ U. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, xin mời bạn nữ chia sẻ về tên tuổi, nghề nghiệp của mình hiện nay ở đâu. Dạ, em tên là Nguyễn Phương Dung ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở Bến Thành ạ. Em người Nghệ An ạ. Dạ, em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào được gần 5 năm rồi chị. Rồi, bạn nam xin mời bạn giới thiệu. Em tên Tấn Đạt ạ. Năm nay em 28 tuổi. Gốc của em là Quảng Ngãi. Thì em chuyển vô thành phố sống là cũng mười mấy năm rồi. Cũng khu vực miền Trung ha. Dạ. Giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Về ưu điểm của em thì mạnh mẽ, tự tin trong giao tiếp. Cũng chính vì mạnh mẽ quá cho nên là rất là khó kiếm người yêu ạ. Mà con trai thì cần sự dịu dàng. Chị thấy em rất dịu dàng mà. Dạ, lên trên này vậy chị ơi, ngoài không có dịu dàng đâu. Dạ. Còn điểm yếu của em là gì? Chắc là lẽ là dễ tin người. Đó giờ có bị ai lừa chưa? Dạ rồi chị, em bị lừa mấy vụ về tiền đấy chị. Ồ vậy hả? Dạ. Sao rồi kể vụ nào lừa lớn thì sao mà người ta nói sao mà ta dụ được em? Tết năm trước ấy, em về ấy, thế là bạn bảo là cho anh mượn cái xe. Em cũng thật lắm, em đưa cả vẹt xe với là bảo hiểm. Em bảo cho thôi cầm đi cho chắc, lượng mấy công an tít vào. Đúng rồi. Hết xong đến lúc người ta cầm xe em luôn chị. Xong lúc em cho bạn mượn tiền, bây giờ bán xu luôn. Ờ thôi nha, em mất, đừng để bị lừa nữa nha. Dạ. Nói đồng tiền là khúc ruột. Muốn nói gì cũng nói cũng được, muốn làm gì cũng được, mà điều tiền là không bao giờ tuyệt đối đưa ra. Nhớ nha, bài học xương máu đó chị cũng bị hoài á. Bắt tay đi. Dạ. Tin đi, tin cho cảm xúc, còn tiền là tuyệt đối là không bao giờ được rí ra như một đồng. Rồi. Nhớ nha. Bên bạn gái đó chia sẻ về bạn trai. À, mình có ý định gì mượn tiền bên này không? Cũng có chị. Hả? Bài. Có đi, ta còn nợ tình chứ. Dạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình ạ. Lúc em còn đang học đại học. Bao nhiêu năm? Dạ 7 năm ạ. Tại sao chia tay? Dạ cuối cùng là tính tình không hợp ạ. À, quen ta đã rồi nó tính tình không hợp. Dạ đó là bên gái nói mà, em đâu nói đâu. Bạn gái nói hả? Dạ vâng. Mình phải rút ra kinh nghiệm sau 3 mối tình đó. Dạ đầu tiên có lẽ là tính cách là khó tính. Dạ, em thấy dễ thương vậy ha, thấy hiền lành gì mà khó tính hả? Không phải khó tính gì nhưng mà nhiều khi nó nóng tính á, nhiều lúc không quan tâm đến người ta. Không quan tâm đến người ta cái này là nặng nữa. Mình quen người ta mình phải dễ tính chút xíu, mình phải quan tâm người ta nhiều chút xíu mới là tình yêu chứ. Đúng dạ, không? Cái này là rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mối tình tiếp theo là không được vậy ha. Dạ vâng. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Chia tay bao lâu? Em chia tay được 4 năm rồi chị. Tại sao 4 năm này không quen được ai? Dạ chị ơi, cũng có quen nhưng mà toàn là những người có gia đình rồi chị. Toàn lấy xảo chị. Lúc đầu gặp thì bảo là anh chưa có gia đình. Đến khi một thời gian sau mới lòi ra. Mới lòi ra là anh có gia đình rồi nhưng mà anh với vợ anh không được hạnh phúc. Sắp ly dị. Nhưng em quen lắm em ơi. Em nghe hoài à, xong em bảo chứ. Thôi, em không thích làm người thứ ba. Còn quen mấy bạn con trai mới lớn thì bảo là anh chưa có người yêu. Đến khi tìm hiểu ra bảo anh có người yêu rồi nhưng mà anh với người yêu đang trục trặc. Thôi em chán quá, 4 năm qua em cứ vậy. Trời ơi ghê không? Con trai bây giờ ghê lắm chị. Ở vậy đừng nghe lời anh Linh luôn. Tiền không đưa mà tình cũng không được đưa. Giờ bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? À, ngoại hình thì cao khoảng 1m70, cao hơn em. Mặt chữ điền. Bên đó mặt chữ gì? Mặt chữ U. Mình muốn tìm người phụ nữ thế nào hả em? Sở thích của em á là về một người phụ nữ á là chín chắn. Sao gọi là sở thích trời? Hiền. Chị Cát Tường. Là tính tình hiền lành chút, rồi nói chung là biết xử sự trong gia đình với người lớn. Cái này anh nghĩ cũng dễ, không có khó đâu. Dạ. Còn cái gì nữa không? Con trai thì tất nhiên phải thích con gái là có dáng người. Dáng người sao? Dáng người chuẩn chị. Chuẩn hơn chị đó. Chuẩn hơn chị tức là chị Tường chưa chuẩn đâu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Bà Hòa giờ đó. Kìa tới kìa. Kiếm chuẩn hơn tôi hả? Dạ vâng. Cao nhiêu? Dạ 1m7 ạ. Này ăn gian nè, đâu mà 1m7 mà lùn tè, đứng lên coi. 1m7. Xích lại đây. Cao hơn tôi nhiêu?
chút xíu rồi đo 1m7, ai đo? Dạ máy đo. Máy đo. Máy đo. Máy nào? Tự tin của anh lo, ngồi xuống đây. Dạ vâng. Đừng có lo. Mày đo. Làm đẹp lắm vậy. Dạ đẹp. Anh đẹp nhưng mà dễ thương vậy. Ừ. Ai nói dễ thương? Anh Quyền Linh nói. Trời ơi, tin nữa cái tóc ai ai design cái kiểu tóc gì kỳ cục vậy. Vuốt lên, vuốt lên. Vuốt lên. Để nó vuốt lên cho nó hói. Kỳ cục vậy. Cái này hói là mình chịu hói, tự nhiên chạy 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 xuống mấy cộng. Gì đâu sợ. Hớt lên đi, nghiêng qua một bên đi. Dạ vâng, được chưa? Hỏi mọi người có phải vậy đẹp hơn không? Ác gì tôi là tôi nâng đỡ mấy người không, cái tôi dìm hàng nào mà nói ác. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Nếu mà sắp xếp thì rất là nhanh vậy. Sắp xếp gì mà rất nhanh? Chi phí, chi tiêu của tiệc đám cưới. Có sẵn mà sắp xếp nhanh vậy? Dạ, của em chị. À, có nghĩa là có sẵn đang cất phải không? Sắp dạ. Xếp lấy nó ra phải không? Dạ vâng. Ở đó, em đào chỗ cũng đâu, chỉ thôi. Dạ, ở dưới nhà em á. Dạ. Lúc rảnh rỗi em thích làm gì? Thích đóng cửa trong phòng đọc truyện. Truyện gì? Truyện tiên hiệp ạ. Tiên hiệp là chuyện gì? Thể loại tiên hiệp á. Hay là huyền huyễn á. Huyền huyễn à? Dạ vâng. Ừ, tôi mới nghe luôn á. Mày không quan tâm tới chuyện. Anh đâu có nghe chưa? Hả? Chưa. Hơi lạ ha, hàng chi người cũng lạ. Xuống chưa, xuống chưa, xuống tới chưa? Dạ. Xuống tới chưa? Xuống đâu ạ? À? Mà xuống chưa? Tới chưa? Chưa. Chưa tới nữa hả? Dạ vâng. Hàng chi thấy lơ lửng ở đâu á, trời ơi là trời. Nãy giờ nói chuyện mà chưa có xuống tới nữa. Ép là tai quá. Ờ, quá gây khó khăn. Đẹp trai quá, choáng ngợp luôn. Đáng lẽ dễ thương vậy chị với em chứ. Mái tóc rất là đặc biệt. Chê đàn trai hay để anh nè, anh qua anh chê đàn gái coi. Chê nè. Có gì đâu chê. Trời. Welcome. Tao rồi. Chê đi. Sao mà con gái với ai mà nhìn mà đẹp dữ. Chào anh. Anh bên đây chị tưởng chê thôi chứ dễ thương lắm, hiền đó. Qua chị dập hồi ngồi rung bệnh á. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích, đó là gia trưởng, tính phải cam ram. Anh này không có gia trưởng đâu, cam ram chắc khó đó. Và phải biết chăm sóc bản thân mình. Sạch sẽ không? Cũng đỡ đỡ chút, được được. Hơn đúng không anh? Để ý cái bàn chân của người ta ấy. Bàn chân sao? Con trai anh, người ta nghĩ đi dây ấy, người ta không để ý bàn chân ấy. Nên bàn chân người ta rất là dơ. Nên em nhìn xem là nếu bàn chân người ta sạch ấy thì người ta sẽ sạch. Mà em thấy là cái bàn chân dơ quá à. Là em... dơ. Mở cái bàn chân ra. Nãy sao nói sớm. Mở cái đôi dài ra. Mở luôn, dế ra luôn coi. Cái bàn chân, cái móng chân nó có dớ đen. Dớ đen thì được, mà móng chân đen là chết rồi rồi. Đất không là chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Được. Cái chân ta đàn ông ta nó chai sạch. Anh lên cởi coi. Hả? Anh lên cởi coi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cởi coi. Phải không quý vị? Cởi chi? Coi lễ cho một coi ông Mai thôi chứ cởi. Khó quá để con hỏi coi còn gì nữa. Nói chung là chân cũng được, không đến nổi đâu. Không, cởi ra mà không có nghe bốc mùi. Ừ, được, nói chung là được. Quan trọng đi tìm mình yêu là tìm cái bàn chân trước phải không? Dạ. Rồi còn cái gì nữa? Em không thích con trai lăng hô anh. Rồi con trai mang keo kiệt của anh. Keo? Em không có, thích có keo không? Dạ không. Không. Dạ. Hết rồi đúng không? Dạ. Vậy được rồi. Rồi. Ví dụ bàn chân bỏ qua đi ha. Giờ gặp người thân nè, có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em ạ. Đó. Chào cô. Chào Quyền Linh và con gái cô lợi hại quá cô. Đó giờ có dắt anh nào về nhà ra mắt mẹ chưa? Chưa. Giờ dắt anh này về được không? Được. Dạ cô thấy ảnh bụng sao cô? Cô nói thiệt bụng đi cô thấy ảnh nó sao cô? Cô thấy là cùng phù hợp với con gái cô. Ủa cái mái tóc vậy cô chịu luôn rồi đó hả cô? Chịu luôn. Của cái bản tính con người, bản chất con người thôi, mái tóc cũng đã thành vấn đề. Chân sao cái chân? Má có coi chân rồi. Chân được. Chân được. Rồi, mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi với em gái và một đứa em họ. Em gái? Em dạ gái ruột hả? Em gái ruột ạ. Em gái ruột dễ thương. Rồi, anh trai ruột cũng dễ thương. Rồi chào em đi, nói chuyện với em gái đi cơm. Xoay ghế ra. Chào em. Dạ em chào chị. Em thấy chị gái này sao? Chị dễ thương, giống chị hai mình. Anh có tật xấu gì nữa không em? Dạ không, anh của em thì tốt lắm. Em có yêu cầu gì chị dâu tương lai không? Dạ không, cái đó anh em yêu cầu chứ em đâu có quyền đâu. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn lên ha, cho hai bên gặp mặt nha. Cặp này vui nè. Vì dễ thương lắm á, chuẩn bị nha. Kéo màn lên. Bên kia cởi dài ra sẵn đi. Bắt đầu. Dán cái máy lên, dán cái mái tóc lên. Dán qua. Có một quà nè các bạn. Bây giờ chị hỏi em nè, em dòm nè, đó. Giờ là đó, đứng đi. Bây giờ là tôi dán qua cho đẹp nè, dán qua nè, đẹp không? Đẹp không? Nè, hồi nãy tôi mở màn qua là vậy nè. Đó. Coi cái nào đẹp. Đó, em dòm đi. Hết lên chị à. Hết qua. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình vô chuyện tình cảm nha. Dạ vâng. Bắt đầu.
Nếu mà được á thì bạn định khi nào kết hôn? À, theo mình nghĩ ấy, hai người đã có tình cảm thật ấy, thì cái chuyện thời gian ngắn hay dài nó cũng không quan trọng. Quan trọng là trong quá trình tìm hiểu thì hai người phải thể hiện cái nhược điểm của mình. Nếu như chấp nhận được cái nhược điểm của mình, của nhau ấy, thì tiến đến hôn nhân nó dễ. Thực sự ra thì tính mình rất là nóng và rất là ngang. Những cái mà bạn không thích ấy, thì thực ra là những điều đó của mình. Nói chung là mình rất là ương ngạnh. Nên là... Mình xưng là anh em cho nó ngọt. Ai lớn tuổi hơn ai? Đây lớn tuổi hơn lớn sao không được, bởi vì tính ấy không có gì tự tin, tóc cũng không tự tin, bây giờ xưng hô cũng không tự tin nữa. Như em đi em anh em coi. Nói chung là anh thì cũng khó tính. Nhưng mà khó tính nhưng mà kiềm chế được. Nó nổi nóng gì đó là hay đang buồn giận gì đó là chỉ hát lên, hát to lên vậy đó cho nó hết tức rồi dễ, xong dễ tính. Nhưng mà thử la cỡ nào, thí dụ thì nóng tính qua la cỡ nào. Sợ chưa? Bình thường anh. Đó thấy chưa, chứ có gì mà. Em tức là em có ném đồ luôn anh. Cái đó mình like được chứ ném đồ phí lắm. Nếu mà là... Thôi cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận gì về em? Nói chung từ dáng người đến khuôn mặt thì nói chung là chuẩn. Còn bạn nghĩ về mình? Thấy bạn cũng hiền. Mặt hiền mặt dụ á. Đừng mượn tiền nha. Dạ có gì. Quen xong mới mượn chứ. Mất tại vì tường rồi không có cho mượn nữa. Giờ mình mượn lại. Có đó được. Nếu mà trường hợp bằng bấm nút. Đầu của Chí hả? Không biết nói gì nữa. Gãi hoài à. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Cái nút chỗ nào? Phím đi. À đây. 1 2 3 Rồi, chúc mừng hai bạn. Cái thai này rất là hơi nhút nhát hơn bạn chút xíu đấy. Dễ thương ha. Tính cũng thật thà lắm. Dạ. Bên kia thì cao, đẹp gái. Hai người sẽ có thời gian để đi xem phim tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ. Hy vọng các bạn sẽ có một cái tin gì vui vui báo với chúng tôi. Biết quan tâm mọi người, vui vẻ, hơi nóng tính. Tao nóng đến nỗi mà em nói nhiều luôn. Chỉ khi nào ai mà nạt lại thì em mới nín thôi. Mời bên đàn trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Văn Đô, em 27 tuổi, quê em ở Kiên Giang. Hiện tại em đang là bảo trì xe máy ở công ty Hoàng Minh ở Biên Hòa. Đô nha, tên là Đô. Em là Đoàn Thị Huỳnh Mai, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Cà Mau và làm việc ở Cà Mau luôn. Kiên Giang, Cà Mau cũng hợp lý nha. Bây giờ mình hãy cho biết được cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Đô. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết sửa xe, với lại em cũng chịu khó. Tức là giờ có xe máy hư là không lo đúng không? Dạ đúng rồi. Điểm của em là em cách anh nói chuyện nó không được khéo léo, thứ hai em cũng hơi nhát. Cách giao tiếp trong cuộc sống thì nó cũng không có được thuận lợi cho lắm. Mời đàn gái. Dạ, em biết quan tâm mọi người, vui vẻ, hơi nóng tính. Tao nóng đến nỗi mà em nói nhiều luôn á. Chỉ khi nào ai mà nạt lại thì em mới nín thôi. Nóng lắm thì cũng càm ràm chứ không làm được nhau gì đâu. Hiền rồi, nghe cái giọng thấy hiền rồi. Thì em có ngại vấn đề yêu xa không? Yêu xa thì em không có ngại, quan trọng là có tin tưởng nhau hay không. Tháng em về quê mấy lần? Dạ, thường thường thì khoảng 4-5 tháng là về thăm mẹ một lần. Nếu giờ có người yêu thì về thêm mấy lần nữa? Chắc về nhiều lần. Trời ơi, thấy không? Có người yêu về nhiều lần mà có mẹ về 5 tháng có một lần. Mình là cha là mẹ nuôi con, khi lớn lên lấy vợ nuôi vợ không, lo vợ không. Rồi bây giờ thì mình nói tí xíu về tình trường đi ha. Em quen 2 mối tình. Ấn tượng nhất là mối tình đầu tiên. Là quen được 2 năm. Là do ảnh gia trưởng quá. Em chịu không nổi. Gia trưởng như thế nào? Cũng như em liên thông đại học á. Ảnh không cho, ảnh nói là con gái học nhiều không tốt. Ừ, chia tay là đúng. Hợp lý. Mong là bạn nam nó cũng coi chương trình. Đại học mà không cho thiệt đúng. Bên chàng trai bên đây nãy giờ cười mũm mỉm nãy giờ đang chờ gặp đó. Em có mấy mối tình rồi mà em ngồi cười? Dạ, em thì có một mối tình hồi năm 2014. Thì nói chung hai đứa em quen thì cũng gần một năm. Có lần đó là đi cũng đi ăn cơm.
rồi mình bạn gái em cũng có đi theo rồi xong rồi có một người đồng nghiệp cũng đi theo cũng là bạn nữ, như bạn đồng nghiệp đó hỏi thăm xong mình cũng lịch sự mình cũng trả lời rồi mình cũng đi theo, thì cái bạn gái của em giận dạ ghen em có xin lỗi. Nhưng mà cái quan hệ của em với người bạn của bạn gái em á có gì đi xa không hay là chỉ nói chuyện thôi? Dạ có, thì quen một năm thì cũng có nhiều, lại là hai đứa làm chung mà. Ủa cái gì vậy, khoan thắng lại. Anh đang hỏi là ông có hiểu câu hỏi không vậy? Coi chừng nhầm nha. Bữa đêm đi ăn dạ, chung. Em hiểu rồi, em với bạn đồng nghiệp kia không có gì. Không có gì. Vậy không nên em mới nói có gì, em nói có tình cảm sâu đậm. Không. Vậy nói lộn đúng không? Dạ em nói lộn. Còn em xin lỗi. Đó là một mối tình, còn mối tình nào nữa không? Có sửa xe đó. Thì cũng có quen, lần đó thì cũng có cô đó vô cũng mua xe trong cửa hàng. Thì mình cũng có xin số làm quen, nhắn tin qua Zalo này kia. Rồi mấy lần quen được hai ba hôm thì có gõ vũ là uống trà sữa. Xe thì cũng có một chặt một số cái, thì xong khi mình sửa giùm mình cũng biết nhà này kia. Xong qua gặp ba thì cũng quen với ba cổ thì cũng nói chuyện một hai câu. Xong rồi lãnh lương rủ nhậu. Tài lanh mà đi qua rủ nhậu mua thùng bia. Chiều mình đã báo trước cho chú rồi. Nhưng mà chú nói ừ thôi qua đi. Nhưng mà không có cho các bạn mà mới quen á là biết. Nhưng mà cuối cùng về chú không nhậu là em buồn. Từ đó là bạn gái giận. Thùng bia về. Sao thùng bia về làm ngại. Khách đồ mồi về luôn. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi. Sao chú không nhậu? Đúng rồi, đúng ra phải để thùng bia để mồi lại. Bụng mua mồi gì vậy? Thì bữa đó mua lẩu bò. Lẩu bò gì nữa? Lẩu bò với lại một con gà quay. Gà quay luôn? Dạ. Ừ, đã ta. Chắc tối đó đem về mình ăn mình luôn hả? Đúng rồi, buồn lắm chị ơi. Buồn lắm hả? Dạ. Rồi mấy cái mà đi vô mà xin số điện thoại rồi rửa xe, sửa xe giùm rồi xong cái sửa xong cái nhiều đi luôn. Lắm, em nói chị nhiều lắm, thấy gái là vô liền, chụp liền. Công việc của em thì nó rất là dễ, tại vì bảo trì xe thì mình không phải là cố định như mình đi làm công ty. Tên đô mà không có đô. Không có đô. À, đô chỗ nào? Đô chị bự lắm. Con gồng nữa, đô dữ lắm luôn. Ở trong đô lắm. Nhìn mới biết, ở ngoài nhìn vậy thôi. Đô cỡ nào? Thôi, đừng hỏi nó nói thiệt á. Có ai nói em ấy không? Có, mấy bạn đồng nghiệp của em thì lại nói là mày sao mày, tao thấy mày yếu đuối quá. Mày có bị BD không? Mày có bị BD không? Bữa nào đi với tao, tao chỉ cho đi cái đó. Nhưng mà em lại từ chối. Thì khi mà mình từ chối xong thì mình lại mày, tao biết mày chắc là bị rồi. Không mà đi cái đó là đi đâu? Đi cái đó chị, đó. Thôi đừng hỏi nó nói thiệt nữa giờ đó. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Em có giới tính thứ ba không? Không. Chắc không. Nếu mày giới tính thứ ba em đâu có tìm bạn gái làm gì. Em ở nhà cho sướng. Trời chào bạn gái. Dễ thương. Anh này anh vui tính lắm. Em muốn người yêu của mình là một mẫu hình như thế nào? Cao hơn em. Tại là em cao 1m55 mà. Bên đây 5'6 được không? Cái đó em không biết. Trung thật, thẳng thắn. Ý tôn trọng ý kiến của em. Anh này anh trung thật tới mức khỏi gì nói đó luôn á. Nãy giờ nói chuyện em hình dung anh Đô bên đó là một người như thế nào? Anh thật thà. Tin Đô thì chắc cũng có hơi đô một tí rồi đó. Không có đâu. Sai luôn. Đừng bao giờ đánh giá người khác dựa vào cái tên. Bây giờ em không thích điều gì ở đàn ông? Nóng tính với ghen. Với gia trưởng. Em sợ gia trưởng đó. Anh này dễ thương lắm. Em không có gia trưởng. Em có hút thuốc uống rượu không? Dạ không. Không có đúng không? Rồi tốt rồi. Bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào nói cho bên kia nghe đi. Ngoại hình bạn gái thì ưa nhìn, rồi. Dễ thương. Cao khoảng 1m50 trở lên là được. Bên đây 55 nữa. Dạ. Em về Cà Mau không? Dạ về. Về nếu người yêu là về đúng không? Hay quá. Dạ. Về sửa xe không? Dạ sửa. À vô sửa xe cho vợ nè. Có ba vợ nè. Có má vợ nè. Có gia đình vợ nè. Sửa xe hàng xóm của vợ nè. Như đó đủ ăn rồi đó. Em hỏi bên đó có hói với hồ không anh? Hói không chịu hả? Sợ nếu mà sau này mà vậy như hai đứa họp nhau gọi lấy nhau về á, sợ con mình sanh ra nó hói thì sao? Có những người không hồi lúc đầu có hói nhưng mà về vợ càm ràm quá hói á. Chứ bây giờ muốn mà hói hay không hói khó đoán lắm. Khó lắm em. Tóc giả là hói gì ta lấy mấy gì gọng ta dán vô đây xong người ta lấy vợ về ta mở ra lúc đó biết còn mệt. Tóc giả gọi là bây giờ là nó kinh khủng lắm, sao hết. Hói đừng có lo không có tiền hay không thôi. Đúng rồi. Bé gái, hôm nay em đi với ai? Em đi hai chị với một em. Chào chị Nam Thư, chào anh Quỳnh Linh. Em là chị thứ tư của bé Mai. Nhà em năm chị em gái. Bữa nay đi lên thì chỉ có 3-4 chị em lên, còn chị thứ ba ở nhà có công chuyện. Em thấy bạn cũng được. Chào chị ạ. À, bạn có ngại gì Cà Mau ở không bạn? Được. Nếu mà ở đó công việc của anh nó cũng ổn định thì anh sẽ được. Đây chị hỏi chứ không phải là bạn không biết uống rượu bia.
Mà lúc nãy em nghe nói là khi mà bạn quen cái mối tình thứ hai á, uống ít thôi. Bạn... em xin lỗi là em không hút thuốc, nhưng mà em chỉ có uống ít thôi. Trong cuộc sống thì mình cũng có những giao tiếp bạn bè hay là đồng nghiệp thì mình sẽ có uống ít, có chừng mực thôi, chứ không phải là nhậu xỉn tè le tùm lum hết thì em không có. Tè le rồi ha. Bạn mà uống ít, bình thường rượu bé Mai uống 3 lít, rồi bạn tính làm sao? Chắc em theo em chở bé Mai về quá. Trời ơi, tôi nhầm người thôi. Để tôi tưởng mà kia không biết uống. Có 3 lít không Mai? Em cao quá có 1 lít thôi. Thôi thôi. Giờ đô em uống bia em được nhiêu lon? Bia thì em chỉ uống Tiger nâu á. À. Thì cỡ khoảng 3 chai hoặc 2 chai rưỡi thôi. À. Còn lít, còn rượu thì uống lít, là được. Lít. Rượu em đúng uống được khoảng nhiêu lít đô? Em thì chắc uống được 2-3 ly rồi chị Năm Thư ơi. Tại dân Cà Mau nhậu rượu không à? À. Bạn lấy vợ rồi, vợ bạn là về ở gia đình bạn hay là làm sao? Thì cuộc sống của em thì còn mẹ ở quê, hiện tại em đang đi làm, thì nói chung là cuộc sống mình ở đâu mình làm ra tiền thì mình ở đó thôi, chứ cũng không nhất thiết. Tức là tương lai. Bạn trai thứ hay út anh? À, bạn. Em là con trai ở trong nhà, là có một mình em thôi. Giờ lấy vợ về ở đâu? Dạ, hiện tại thì em cũng chưa có nhà riêng, hiện tại em đang ở thuê. Thì nếu mà bé Mai mà về với em xong, sau này hai vợ chồng thì em sẽ cố gắng dành tiền để mua nhà. Mua ở đâu? Ở Kiên Giang hay Cà Mau? Thì sau này hai vợ chồng cùng tính. Ở đây. Đâu thì mua đó đúng không? Dạ đúng rồi, ở đâu thì đang phát triển thì mình sao đó. Tức là giờ không bắt buộc là lấy Mai về phải làm dâu. Dạ, nếu mà bạn làm dâu thì càng tốt. Rồi, cảm ơn nhà gái. Em đi với ai? Dạ, hiện tại em đi với một người em bằng gì? Dạ, em là Võ Văn Dũng, đến từ Kiên Giang. Mẹ của anh Đô là thứ ba, mẹ em thứ tư. À. Hiện giờ em đang định cư ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Tưởng đâu đang định cư ở nước ngoài. Dạ, không. Dạ, nãy giờ theo em thấy cô Mai có một công việc ổn định, đang làm việc tại quê nhà. Thì thấy hai người thì tính tình thấy cũng hợp. Anh có gia đình chưa? Dạ, em có gia đình, con em năm nay 11 tuổi. Quê ở trong sâu, vùng sâu. Sau này đi về quê chồng nó cũng khó khăn, phải qua sông qua đò nhiều lắm. Rồi không biết là Mai có sau này về làm dâu rồi có chịu cực khổ về đó không? Như mũi rồi dữ lắm, nhiều lắm. Vậy đó, mũi chích ghê lắm. Hồi hai anh em kia, nhà này tôi dạ. Thương quá mọi người ơi, thiệt. Tả một hồi. Hồi đó em... Kiên Giang cũng quen vợ em, mà vợ em ở tận mãi mình Bình Định lặng. Dạ. Dạ, em cũng dụ về dưới chơi bị mũi chích nhiều lần rồi mới chịu làm vợ em đó chứ mà. Dạ. Cái ban đầu người ta cũng sợ dữ lắm. Dạ. Hiện bây giờ dì ba đó, cũng như trong gia đình và các dòng họ không ai phân biệt là dì ghẻ con chồng gì hết, gọi là dì của mình là dì ba. Là hiện giờ đó là dì là mẹ kế đó, mẹ kế của anh Đô á. Mẹ anh Đô mất rồi. À. Rồi dượng ba của em đó là ba của anh Đô á, lấy vợ sau này đẻ được một con gái là bây giờ là em út của anh Đô. Còn à, anh Đô là chỉ có mình con trai với ba chị gái lớn. Vậy đó. Hơi lòng vòng quá hả? Để khi nhiều khi người ta còn là con gái. Bây giờ mình chưa có quyết định gì được mà mình không nói thiệt lên á, nhiều khi người ta lỡ bấm cái nút cái chuông gì đấy, cái nó đổi qua cái trái tim màu hồng, cái là nó lỡ dở đời người con gái người ta luôn. Con anh học lớp mấy rồi? Dạ, con của em học lớp 6. À, vợ anh dạ. Làm gì? Vợ em làm công ty may giày da của Hàn Quốc á. Vợ hiền con ngoan lắm. Ráng nha. Dạ, ráng nuôi dạ, con dạ, học đàng hoàng nha. Dạ 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 anh. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn dạ. Anh, rất là dễ thương. Bây cảm giờ, ơn anh em. Rồi, bây giờ cho hai người gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi Đô. À, anh có món quà tặng cho em. Anh cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Anh đúng rồi, cái dạ. Single gồng tượng trưng cho tình yêu. Thì lần đầu tiên anh nhìn thấy em á thì xinh, dễ thương, hơn sức tưởng tượng của anh. Em thì em cảm nhận về anh á thì anh thật thà. Anh thật dữ lắm, thật luôn. Thật kiếp mà ta kêu rửa xe kiếp là rửa hoài luôn, rửa hoài luôn. Dễ hiền nữa. Rồi thêm cái là khi mà nói về mẹ của anh á, thì em cảm thấy là anh rất là thương mẹ.
Em cũng vậy nên em cũng rất là thương mẹ em. Cũng như là công việc của em á, hiện tại á, là làm theo giờ, theo ca. Ca tối á, về rất là trễ. Mà nhắn tin hoặc là điện thoại em không có thể nào em cầm điện thoại được, hoặc là nhắn tin được cho anh á. Tại cái môi trường của em á, là không có sử dụng điện thoại. Thì lúc đó anh nghĩ như sao? Không, anh rất là bình thường. Tại vì anh cũng từng làm dịch vụ giống như em. Đồng cảm là chia sẻ như vậy thôi. Một khi mà mình thương nhau thì mình phải hiểu cho nhau hết. Chứ không có đụng mọi cái mọi giận. Mọi cái mọi giận thì anh cũng không thích. Dạ. Em có thể lên Đồng Nai làm cùng anh được không ạ? Anh mà nó hỏi em vậy thì rất là khó đúng không? Cái đó từ từ cũng được. Anh có thể là sắp xếp công việc cho em hiện tại là ở đó không? Được. Nếu mà giả sử vụ đó anh giỏi lắm, chạy cho nhanh lắm. Tại vì ba mất thì cũng còn mẹ thôi, thì mình cũng phải tự lập mình vươn lên. Lâu lâu anh được nghỉ thì anh có thể là xuống thăm em. Xa thì anh cũng không có sợ xa đâu. Hai đứa mình mà thương nhau rồi thì dù xa ở đâu người ta đi cũng được. Người ta từ nước ngoài ta qua đây người ta cưới vợ cũng được mà. Thế chi là mình. Anh thì được cái anh hơi ốm thôi, nhưng mà được rồi đó, không có bệnh. Anh được cái anh hơi ốm hả anh? Dạ. Công việc của em thì nói chung em cũng siêng làm. Nhiều khi đi làm rồi buổi trưa đi sửa xe rồi thôi để thôi gán đi, gán cái qua giờ. Thì nhiều khi mình ăn không đúng giờ với lại không có đúng chất bên kia thì nó cũng ốm. Anh cũng ăn đâu có đúng giờ đâu mà sao anh mập dữ vậy? Hai bạn có món quà tinh thần gì tặng cho nhau không? Nhảy. Có không? Thì đến cái chương trình thì cũng như tặng cho tất cả mọi người ở đây, cũng như là bé Mai ở trên này, là anh chị Quyền Linh và chị Nam Thư. Thì em xin hát một đoạn của cái bài Phố Đêm. Tuy nó không có được hay thôi, nhưng mà nó cũng tinh thần là nó vui. Phố Đêm. Phố Đêm đèn mơ vắng vắng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong phố đêm. Em quên lại cho em qua được không? Phố đêm nữa rồi. Phố đêm. Phố đêm. Phố đêm. Thử rồi, 2, 3. Phố đêm. Phố đêm. Dạ, em thử rồi, 2, 3. Phố đêm đèn mơ vắng vắng. Rồi bây giờ mời Mai đứng dậy. Đô đứng dậy. Em nắm tay. Rồi hai bạn nắm tay nhau. Nhau. Rồi nhìn nhau bắt tay. Hy vọng là bắt em tay. Cho một cơ hội để chưa? Mình có thể là chưa mà em hãy tin ở anh. Anh sẽ là lo cho em. Nếu mà anh thật sự biết quan tâm hoặc là nghĩ tới tương lai á, được. Đô có rung động với cô gái? Dạ có, tim em đánh thầm thập vậy. Anh thấy chàng trai trước đối diện trước mặt mình hợp với mình hay không? Hợp. Dạ. Anh Linh vậy rồi, cảm ơn hai bạn. Chúng ta cảm giác rằng đây là một nửa yêu thương của mình thật sự thì mới bấm nha các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Wow, chúc mừng. Cặp đôi này rất là dễ thương, nắm tay nhau đi. Hôn cái nụ hôn đầu tiên. Em xin phép hai chị chị kia cho em được hôn bé Mai một. Dạ. Lâu quá ai cũng chưa không anh. Nè anh nói giỡn thôi em có chưa. Đi. Anh hôn mái ngay. Em nghĩ là cuộc sống nó đã là bể khổ rồi. Em thì trước kia là một con thuyền lênh đênh, cho nên là em không muốn là khi mà em đang còn lênh đênh như vậy lại có thêm một cô gái thì rất là khổ cho người ta, khi người ta phải đi con thuyền đang còn lênh đênh của em. Xin mời đàn gái bước ra sân khấu. Wow. Dễ thương quá. Trời. Không biết đàn gái sao mà bà mối bà là wow. Để coi đàn trai sao nha. Mời đàn trai. Wow. Chưa chắc bên nào hơn bên nào nha bà mối. Phải không? Bên tôi cũng hot girl lắm à. Ý quên, hot boy lắm à. Bây giờ mời em gái giới thiệu về mình đi. Mời em. Dạ, em tên là Đặng Thị Lệ Thủy. Năm nay em 25 tuổi. Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh về thời trang, là bán đầm thiết kế. À, vậy cái đầm hiện tại em đang mặc là phải em thiết kế không? Dạ đúng rồi chị. Chị đã từng mặc cái đầm này một lần. Chị mặc bên shop của em á. À. Trời ơi Nam Thư. Rất là cảm ơn em là một cô gái hết sức là xinh đẹp. Nhìn hai chị em ta hôm nay như là công chúa vậy đó. Trời ơi. Chết rồi. Bên đằng nhà trai là chết quá. Rồi. Quê đâu Thủy? Dạ quê em ở Đắk Nông ạ. À. Đắk Nông còn nhớ không bát ngát đêm về. Còn bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu đàn trai
Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào bạn gái bên kia. Chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phú Hiếu, em sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm gì Hiếu? Dạ hiện tại em đang kinh doanh thương mại điện tử. Mạng điện tử ha. Em có cái quần đẹp quá. Cái quần này em thiết kế hay gì vậy Hiếu? Dạ không ạ, quần này là em nhận về và mặc thôi chứ còn em hay chưa quá. Từng được thiết kế. Vì là anh phát hiện ra cái quần em nhận ở chỗ nào đó thì cũng giống như anh nhận cái quần ở chỗ đó. Cái quần bên mình cũng chưa chắc gì thua cái váy bên kia. Đừng lo ha. Em có một phong cách rất là lạ, giống một cái người rất là nổi tiếng. Có ai nói với em điều đó hay không? Dạ, em nghĩ là chắc rất là nhiều người nói với em điều đó nhưng mà em lại vô tình chưa nhận ra. Để coi đàn gái bất ngờ coi giống ai nha. Em ở quận mấy Hiếu? Dạ hiện tại em đang ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Di Linh, Lâm Đồng. Em hiện tại là em ở đâu bé Thủy? Dạ hiện tại thì em đang ở quận 3, Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ Thủy, em nói một ít về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Thật thà, thẳng tính. Khuyết điểm của em chắc là hơi nhiều. Như là hay quen trước quen sau. Rồi nhiều khi là... Sao nữa? Bây giờ là phải kiểm tra sức khỏe nha. Em quên nhiều quá cũng không tốt đâu nha. Dạ. Rồi mời Hiếu. Em nghĩ là điểm mạnh nhất của em là có sự cầu tiến. Các bạn thì hay gọi em là những người vui vẻ và hành tinh khác đến. Có tật xấu gì không? Hay bừa bộn. Quần áo của em khá là nhiều cho nên là em mặc nhiều quá. Em cứ bỏ đó đó. Bây giờ mà hết quần áo thì em mới đi giặt. Để cả tháng vô thấy có mùi liền ha. Cho nên là phòng em rất là ít người vô. Cái cụ thể của em, công việc của em là gì? Dạ hiện tại thì em đang kinh doanh thương mại điện tử bên mảng thời trang. Ồ, cũng thời là trang thời trang luôn. Em cũng thiết kế hay là em là dạ không mua à, bán em mua hàng về và em bán đi cho các kênh order thương mại. Rồi khỏe. Bên kia thiết kế, bên đây mua. Bên đây mua về bán không được, đưa qua kia thiết kế lại. Có lòng vòng cũng được ha. Đấy hợp lý. Đường tình duyên thế nào hả cô gái bên kia? Có lẽ là hơi lận đận. Lận đận là sao em? Tại công việc của em thì thực sự thì không có tiếp xúc với nam nhiều. Em thì ở nguyên ngày ở shop rồi tối về nhà chứ không có đi ra ngoài chơi nhiều. Trước giờ em có trải qua mối tình nào chưa? Có trải qua thời học sinh thôi ạ. Chứ còn sau này thì em không có quen ai hết. Chị chúc cho hôm nay em sẽ thực sự tìm được một nửa yêu thương của mình. Rồi còn bên Hiếu, đàn trai thì như thế nào nè? Dạ, em đã từng có hai mối tình và cũng đều là những mối tình thời học sinh. Em có một mối tình từ cuối năm lớp 9 và một mối tình từ cuối năm 11 ạ. Hiếu từ năm lớp 9 rồi. Em nghĩ là hai mối tình đó thì những người con gái mà em quen đều là những người con gái rất là tốt. Nhưng lý do tại sao chia tay? Em nghĩ là lý do lớn nhất là do khi đó thì còn quá trẻ, còn quá nhỏ nữa mà hầu như là ai cũng đang đi tìm một cái sự nghiệp cho riêng mình. Bây giờ em có gọi là chín chắn để đi đến một cái mối tình và quyết định đến hôn nhân chưa? Đó. Ngày hôm nay em đến với chương trình thì chắc chắn là em đã để ra một cái tiêu chí cho bản thân là phải nghiêm túc. Chính xác. Bên đàn gái, mình muốn tìm một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Biết lo công việc, chăm sóc gia đình, tốt bụng, không có thích đàn ông lăng nhăng, chơi bời quá mà không lo làm á. Còn bên Hiếu ơi, em thích mẫu người con gái như thế nào? Một người con gái em thích sẽ là người đẹp nhất trong cuộc đời của em và trong tương lai. Anh qua bên đàn gái anh sẽ xem cô ấy có phải là một người xinh đẹp nhất trong cuộc đời của em hay không nha. Xinh chưa? Không có xinh, mà điều rất rất là xinh. À, dễ thương lắm. Nhưng mà với những người xinh đẹp như em mà nói không có người theo thì anh thật sự anh không tin chút xíu nào chứ. Chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi em, vấn đề là em từ chối thôi. Dạ cũng có một số nhưng mà em cảm thấy là người ta không có yêu mình thật lòng hoặc là người ta là như thế này thế kia mà mình không thích á thì em sẽ... Em nghi ngờ ngay từ lúc đầu luôn hả? Dạ không, tiếp xúc một hai lần thôi. Một hai lần sao hiểu mà nghi ngờ là cho người ta yeah luôn hả? Là em về em xóa số liền à. Cô bé này tức là tin vào cảm giác của mình rất nhiều á. Rồi cuối cùng em đóng cửa với người ta luôn thì cũng tội nghiệp cho mình mà tội nghiệp cho người ta luôn. Anh hỏi thiệt nha. Dạ. Nếu mà mình quen một người mà cũng hot boy quá, em có ghen không? Dạ không, điều đó là em không có ghen. Người này cũng lạ ta. Được đó. Đàn gái số 1. Rồi. Để qua coi đàn trai sao mà có vẻ như là anh Linh tự hào quá nè. Đàn trai tôi cũng ngon lắm à. Chào chị. Ủa sao quen quá vậy nè? Đừng nói học chung trường nha. Không, không, quen lắm, không biết chị gặp em đâu rồi, quen lắm.
Em ơi, anh Linh nói đúng rồi, bên này hot boy, trời ơi, số này là hot boy, hot girl không rồi. Hợp, 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 về, 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 hình thức ngoại hình là hợp rồi đó. Em thích kiểu người con gái là hiện đại hay là truyền thống hay như thế nào? Em nghĩ là em thích một người con gái mà có thể sống thoải mái với bản thân mình nhất. Vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Đừng quá gò bó bản thân mình trong một cái khuôn khổ nào đó. Em chỉ thích đơn giản như vậy thôi. Tại sao hot boy như em mà tới thời điểm này không có bạn gái mà phải xuất hiện ở bạn muốn hẹn hò? Em nghĩ là cuộc sống nó đã là bể khổ rồi. Em này trước kia là một con thuyền lênh đênh. Cho nên là em không muốn là khi mà em đang còn lênh đênh như vậy lại có thêm một cô gái thì rất là khổ cho người ta. Khi người ta phải đi con thuyền đang còn lênh đênh của em. Bây giờ con thuyền em hết lênh đênh chưa? Cuộc đời thì bao giờ nó vẫn lênh đênh. Con thuyền thì vẫn lênh đênh nhưng mà hiện tại thì em có thể tự tin là mình có thể điều khiển được con thuyền của mình. À, vậy là từ nay hot boy Linh Đinh đã rất là tự tin để có thể điều khiển con thuyền mà mình đang đi. Bên đây như anh Linh nói rất xinh, rất xinh. Yêu một cô gái mà xinh đẹp á, em có sợ không hay là em có ghen không? Em nghĩ là trong tình yêu thì có một chút bị ghen thì nó sẽ hay hơn. À, ghen là một cái gia vị hết sức cần có của tình yêu, phải ghen. Rồi cảm ơn em. Còn bây giờ chúng ta sẽ giao lưu cùng với người thân. Thủy, hôm nay em đến tham gia chương trình, dạ, em đi với ai? Dạ, em có đi chung với em gái ruột em ạ. Dạ, chào em gái của Thủy. Dạ, em chào chị, em chào anh. Em thấy anh bên này tính cũng dễ thương. Cũng có chút vui tính. Đổi lại chị em lại hơi nhút nhát. Em nghĩ nếu mà anh chị tới tiến tới với nhau á, em nghĩ anh này cần kiên trì. Kiên trì và tâm lý với chị em hơn. Em có đủ, dạ, sức kiên trì để có thể chiếm lĩnh cái con tim của bên làng gái bên kia không? Em nghĩ là em đã có rất là nhiều năm kiên trì với cái cuộc sống hiện tại thì em đủ khả năng để kiên trì tiếp tục. Ok. Rồi. Em đi với ai? Dạ, ngày hôm nay em đến đây thì có ba anh trai, chị dâu và những người anh em thiện lành của em từ các tỉnh đến đây ạ. Lời đầu tiên xin chào anh Quỳnh Linh, chị Nam, dạ, Thư. Em là anh trai ruột của Hiếu và cũng đang ở chung nhà với Hiếu. Như em thấy thì bạn bên này có vẻ là hợp với Hiếu. Thì mong bạn là cùng nhau để gây dựng một gia đình thật tốt. Cảm ơn em trai. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Trai tài gái sắc đấy. Chào em. Dạ, em chào anh. Hai bạn có thể đứng kế bên đi. Cưng nói gì đi, tặng quà, phải nói gì đi chứ. Ngày hôm nay đến đây thì vô tình anh hơi não cá vàng một tí. Thật ra anh có món quà lớn hơn nhưng mà khi anh đến đây thì anh quên mất. Em cũng chuẩn bị quà và tệ không có mang theo. Trời ơi. Chuẩn bị quà mà quên mang theo. Anh bắt đầu thấy chúng ta có điểm chung nữa. Có thể quay mặt phía trước để mọi người ngắm nhìn cái nào. Đấy, mọi người cảm giác thế nào? Hợp quá ha mọi người, rất hợp. Cặp đôi này rất là hợp. Theo kinh nghiệm của anh á, thì cặp đôi này rất là hợp về gương mặt này ha. Về nụ cười, về phong cách. Về hợp. Cái não cá vàng nữa. Về cái chuyện mà quên quà nữa. Bây giờ chúng ta về vị trí và cùng trò chuyện với nhau đi các bạn. Ủa, Hiếu ơi. Dạ. Em nói em đi là em quên đem quà. Mà. Vậy cái bông, em đừng nói em rút ở trên này của chị nha. Dạ, lấy em đi ngang đường em bẻ. Em bẻ ở đâu? Dạ, em bẻ ở tiệm hoa người ta. À, dễ thương. Rồi bây giờ các bạn, mình sẽ nói về cảm nhận của nhau lần đầu tiên. Hôm nay có vẻ như là em hơi hồi hộp. Rất là nhiều năm rồi thì bây giờ anh mới đối diện được với một người con gái. Em nghĩ công việc anh cũng tiếp xúc nhiều con gái chứ. Nếu mà dám đối diện nghiêm túc thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Hồi hộp quá không biết nói gì hay sao. Anh thấy hơi lạnh. Chị cũng thấy lạnh. Nhìn anh có đúng là mẫu người lý tưởng em cần tìm không? Về ngoại hình thì em nhìn thì thấy là đẹp trai. Nhưng mà gặp anh không biết sao đỏ hết cả mặt lên luôn ấy. Chứ bình thường gặp trai không có đỏ mặt đâu. Lâu lắm rồi, ngày hôm nay mới có một ngày mà anh cảm thấy là mặt mà người rất là nóng. Bừng bừng. Nãy kêu lạnh rồi kêu nóng ta.
thay đổi cảm giác em ạ. Trạng thái nó thay đổi liên tục mà. Em có thích đi du lịch vào những ngày mà mình rảnh rỗi không? Đi du lịch thì bây giờ em chỉ có muốn đi châu Âu thôi, chứ đi Đông Nam Á là em đi hết luôn rồi, em đi chán luôn rồi. Em muốn đi du lịch với người yêu hoặc là gia đình. Bạn bè thì em không có thích đi du lịch với bạn bè đâu. Châu Âu chưa đi tới thì giờ mình đi Châu Đốc trước đi. Anh thì cảm nhận như thế nào lần đầu gặp em? Hơi no nắng. Anh no nắng không biết là khả năng của mình có thể giữ được một người con gái xinh đẹp, tài năng như em hay không. Em tài năng thì không có đâu. Anh thì anh thích là người con gái bên anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Vì vậy anh mong là ngày hôm nay gặp em, anh sẽ mang lại thật nhiều niềm vui trong cuộc đời của em trong tương lai. Dạ, cảm ơn anh. Anh nghĩ là anh thích nhất những người con gái thích chia sẻ. Em thì thực sự là về cái gì của bản thân em là em ít nói cho ai biết lắm. Chỉ có những người mà gọi là gần gũi với em như bạn trai thì em mới nói thôi. Còn gia đình em hay là bạn bè em không bao giờ em nói, những không có nói. Vậy từ giờ em có cái kho tâm sự hả? Dạ, thì chỉ tâm sự với bạn trai thôi. Em nghĩ là trong tương lai em sẽ thích con trai hay con gái? Thích con trai hơn, nhìn bụ bẩm á. Ai cũng thích con trai nhưng mà quan trọng có được hay không? Em nghĩ là em thích con trai vì là em là con gái. Anh thì lại thích con gái hơn. Những người con gái đều là những người xinh đẹp. Nếu như trong một cuộc cãi nhau, một cuộc mâu thuẫn nào đó, ai sẽ là người xin lỗi trước? Anh nghĩ là anh sẽ là người xuống nước. Và anh cũng sẽ là người xin lỗi. Có khi đấy là thú vui tao nhã của anh trong tương lai. Thôi mình bấm nút luôn đi. Chưa. Bấm đi anh, bấm đi anh quay ghế, bấm nút đi. Họ sẽ tặng nhau món quà nào đó. Một bài hát của Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, mình lại cùng nói đi. Buồn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa. Vì trái tim anh luôn luôn thuộc về em. Hay quá. Em ngày hôm nay có thể là qua rất nhiều năm rồi, chưa từng hát cho một ai nghe. Thật sự là rất là hồi hộp. Em lên đây cũng hồi hộp lắm. Trong tình yêu thì anh vẫn chỉ là một cậu bé. Vì vậy nên chúng ta sẽ cùng trưởng thành. Dạ. Yeah. Trong tương lai anh có thể ôm em một cái. Rồi, trở về vị trí cho các bạn. Đẹp lắm. Đúng là trai gì, tài gái sắc mà. Chúng ta cũng không biết là trái tim hai người đang suy nghĩ điều gì. Nút bấm sẽ nói lên điều đó. Chuẩn bị 3 2 1 1 Hết thời gian. Yeah. Đẹp. Chúc mừng em. Trời ơi. Rất đẹp. Nào. Họ gần như là của nhau các bạn. Hình như anh nằm mơ anh thấy đâu đó nó gặp các bạn rồi. Phải không anh? Đúng rồi. À, đẹp lắm đó các bạn ha. Chúng ta hy vọng là nắm tay nhau. Cứ nắm tay nhau. Hy vọng rằng những cái giây phút, những khoảnh khắc này các bạn sẽ luôn luôn nhớ mãi về nó. Ngày hôm nay có thể là một cơ duyên rất là tốt đưa em và bạn gái đến với nhau. Và anh mong là cơ duyên này sẽ đưa chúng ta đến với những hạnh phúc lớn hơn và lớn hơn nữa trong tương lai. Được. Hay lắm. Em gái cảm nhận thế nào? Dạ, em cảm nhận là em cũng muốn nghiêm túc lâu dài với bạn trai. Ánh mắt họ nhìn nhau, đặc biệt là của bạn trai dành cho bạn gái, nó nồng nàn, nó tha thiết, nó như là mình đã tìm đúng người, mình gặp đúng người mà mình đã chờ đợi biết bao lâu rồi. Hai đứa thực sự rất rất đẹp đôi, đúng là một nửa của nhau hoàn toàn nè, đó. Mọi người cũng đang trông đợi mình nhấn nút bằng trái tim thì một nụ hôn có thể đầu đời. Xin người ta chứ đừng có sấn vô nha. Xin xin xin. Anh có thể. Ok. Bắt đầu. Cứ tự nhiên. Dễ thương. Dạ không, xem phim đi cái khác được không anh? Được thì cứ xin má đi. Hỏi anh chi. Đây người có quyền đây nè.
Dạ xin má cho phép con tối nay con dẫn bạn đi đập dịch. Rồi. À. Chào bạn. Dạ em chào chị Quỳnh Linh. À. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị. Dạ. Quỷ sứ thấy ghét nha. Làm mắc cỡ lắm nha. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Khải. Em sinh ra và lớn lên tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khải đang làm chuyện gì? Dạ, em đang làm điều hành xe cho một công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng là hướng dẫn viên du lịch. Nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 24 tuổi ạ. Mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Hoàng Nguyên, em năm nay 24 tuổi, em ở Đồng Nai và hiện em đang là giáo viên. À, giáo viên dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 2. Cấp 2, mình dạy môn gì? Dạ, em dạy toán tin học. Mà đi dạy vô lớp là mình nghiêm không? Hay là mình giỡn vui vẻ với học trò? Dạ, thật ra cũng tùy lớp chị. Có đôi khi á, cái lớp nó nói em dữ, có đôi khi lớp kia em hiền. Mà xưa giờ mình có mấy mối tình rồi? Dạ, một. Một, chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng 3 năm. Bây giờ mình muốn lấy chồng chưa hay là muốn tìm bạn để mình tìm dạ, hiểu trước thôi? Mắt thì chỉ muốn tìm hiểu thôi chị. Bao nhiêu lâu nữa thì kết hôn được? Dạ cái đó thì cũng tùy theo cảm xúc của hai người. Rồi, 24 tuổi thì cũng chưa đến nỗi nào ha. Để bạn trai bên kia coi cái ý tưởng của bạn sao. Bên này đang gọi là thiếu dinh dưỡng chút xíu. Ủa là ăn uống cho nó mập mạp lên chút. À. Ra bên bển nấu món gì ăn được nhiều nhất nè, nói nghe tôi nghe thử coi. Kho hay là kho vịt ha. Còn món gì nữa? Dạ cũng nhiều, cái bình thường nấu ăn hàng ngày thì em làm cũng được hết. Mình có điểm mạnh gì không? Tự tin, sống cũng thiệt tình lắm, nên là đôi khi cũng nhiều người thương. Nhiều người thương mà sao bị ế? Cái thương không phải là cái thương nam nữ chị, là cái chuyện là giống như mình sống đàng hoàng người ta thương mình thôi. À. Rồi điểm khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính chút xíu, hơi nhạy cảm chút xíu. Nhạy cảm là sao bạn? Dạ em như coi phim mà em khóc sướt mướt lu lo vậy, thấy vậy bình thường thôi. Rồi bạn trai, bạn có những ưu khuyết điểm gì? Khuyết điểm của em là đẹp trai. Là còn ưu điểm của em là nói nhiều thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Hình như là hết rồi. Bạn có những sở trường sở đoản gì? Dạ sở trường của em là hát. Hát rồi, hát bài tặng ngoài kia. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em xin hết hả? Làm vợ anh đi em, anh che chở chắc chắn lắm. Ha. À, em muốn tìm một người vợ như thế nào? Về ngoại hình, có cái mẫu lý tưởng nào không? Dạ, cả cỡ chị được rồi chị. Vậy hả? Dạ. Vậy còn bạn gái mình có đặt ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào không? Sống cũng biết trước biết sau, chan hòa với mọi người, nếu thiệt tình là được. Thiệt tình là được rồi. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em thích gia trưởng, không thích vô tâm. Mình có gia trưởng không bạn? Có ạ. Có hả? Dạ. Gia trưởng cỡ nào? Tức là bắt vợ phải làm theo những ý muốn của mình. Dạ không, không phải là cái gì cũng theo ý muốn được. Bây giờ mình có thể nói công việc cụ thể của em nè. Điều hành xe là sao? Dạ em đang điều hành xe du lịch từ 4 cho tới 45 chỗ. Ừ, ngoài công việc đó làm gì nữa? Dạ buổi tối thì em có đi dạy lớp tình thương ạ. Tức là dạy về... Là em dạy văn hóa cho mấy đứa bé mà có hoàn cảnh cơ nhở tại quận 12 á. Ừ. Dạ. À, vậy là quá tốt rồi ha. Quá dạ. Tốt. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với hai em gái của em. Hai em gái. Nào ta nói chuyện với em gái xíu nào. Sao em gái em thấy cô bên kia thế nào? Bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Và với tiêu chuẩn mà bạn nữ đề ra thì em nghĩ là anh Khải cũng phải được 80%. Cảm ơn bạn. Đó là đánh giá bên kia lấy. Mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ. Mẹ hả? À dạ. À, xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường dễ dạ. Thương. À, theo cái chú này thì cô thấy thì cũng được. Nhưng mà do lát nữa gặp nhau rồi coi có được hay không thì hai đứa hẹn hò. Cô ơi, cô có đặt ra cái mẫu cô muốn mong muốn người con rể mình như thế nào không cô? Rể thì cô cũng mong muốn là đừng có cờ bạc rượu chè. Cái đời điểm đó thôi. Dâu thì cô có 4 dâu rồi mà rể cô chưa có. À, này rể quý đó. Con rể nói gì với mẹ vợ đi. Dạ, con á thì được cái trời sinh con á là con không thích mấy cái đó. Dạ, không hút thuốc, không cờ bạc. À, lâu lâu thì có đi nhậu xã giao với đối tác thôi. Chút đỉnh thì được. Dạ. Dạ, vậy là hai gia đình coi như cũng ổn định rồi ha, cũng chịu rồi. Bây giờ không có một cái gì là không được hết trơn phải không? Chỉ cần là thật thà thôi đúng không? Ngoại hình là mập ốm gầy béo cao thấp gì cũng được đúng không? Dạ anh thì cũng bình thường được rồi. Bình thường được phải không? Rồi coi dễ tính quá. Trời ơi. Ăn thịt kho vịt mỗi ngày ha. Bỏ đi chị.
Mình có không có cái mẫu người nói thiệt chứ đừng nói giống chị, xấu được. Dạ, nói chung là vừa vừa người được rồi chị. Vừa người rồi ha. Dạ. Cái điểm gì mà mình không thích ở cái người phụ nữ lắm? Cắt tóc ngắn. Dạ. Em cắt tóc ngắn được mà không thích phụ nữ cắt tóc ngắn là sao? Dạ, tại phụ nữ cắt tóc ngắn thì em nghĩ nhìn nó nhìn hơi nam tính chút xíu. Không thích. Dạ. Tóc ngắn thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, không gì là hết rồi. Chỉ vậy thôi. Dạ. Vậy cũng dễ quá ha, đơn giản ghê. Đơn giản mà. Ngày mai về cắt tóc nha em. Được rồi, để anh xem kia thế nào nha. Bạn tưởng tượng chàng trai bên kia thế nào? Em nghĩ chắc cũng giống giống em quá. Cái xuống đường. Được. Dễ thương không? Dễ thương. Nào, kéo màn lên. Rồi, 2 phút thôi nha các bạn. Cố gắng tìm hiểu nhau để mà mình chạm ngõ được trái tim của nhau. Dễ thương lắm nha. Cố gắng nha. 2 phút bắt đầu. Ánh mắt sáng bừng lên mà mí nó không có lên nổi. Em không màn anh em. đừng có kêu anh nha. Lộn nãy kêu, tôi kêu chị rồi qua đó kêu anh đi. Có 2 phút mà cười hoài đi. Trời đất ơi. Sao vậy? Bạn thấy mình thế nào? Cũng được, bình thường. Anh không có sao, tại nhà em mấy anh trai em cũng mập y chang vậy á. Mình mở chung với nhau cái tốn cơm lắm. Dạ không, mùa lại em ăn ít. Tại vì ăn nhiều thì nó hấp thụ nhiều. Anh thấy em có vừa vừa người như anh nói không? Cũng vừa. Tuần thì anh làm việc bao nhiêu ngày? 5 ngày, thứ bảy chủ nhật thì anh đi tour. Là anh đi hướng dẫn viên du lịch luôn hả? Sau này có gì dẫn em đi chơi, em cũng muốn đi chơi lắm. Em muốn chơi thì anh cho em chơi đó. Tại thường em ở nhà không à, ít đi. Nhưng mà tính em thì lại thích đi. Vậy đi nhé. Đi nhiều vậy mà mập vậy đó hả? Dạ, đi một chuyện, mập một chuyện chị. Dạ, hai chuyện không liên quan. Cảm nhận về nhau thế nào nói đi. Dạ, bạn nữ khá là xinh, học với cái thân hình nhỏ nhắn của em. Quan niệm tình yêu thế nào? Theo em thì hai người á, nếu mà muốn bền lâu á thì thứ nhất là phải có biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Và đặc biệt là cái sự tin tưởng lẫn nhau. Còn anh thì nói chung anh đến chương trình này anh chỉ muốn tìm kiếm một người vợ biết quan tâm, biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Đặc biệt là chung thủy thôi. Em thì sống có trách nhiệm lắm. Còn sống thì cũng biết trên biết dưới lễ phép. Nói chung là cũng tình cảm. Nói chung an tâm với điều đó không sao. Bấm liền đi anh ơi. Khỏi suy nghĩ lên. Từ từ chút xíu. Nhìn thẳng vào mắt nhau nói một câu nào đó. Nào, 2, 3. Mình bấm nha. Không. Ủa anh kêu nói sao không được mà. Đừng có nói cái vụ bấm. Nói sao nó tình cảm mới vô coi. Có cái em đứng trước bạn nữ em run lắm. Đâu có đứng em ngồi mà. Dạ. Nói đi. Tình cảm vô coi, nhìn thẳng vô mắt bạn kìa. 2, 3. Hứa sao cho ta yên tâm đi rồi ta bấm. Em muốn một người chồng thế nào? Dạ thì nếu mà chồng thì em chỉ biết là biết lo lắng, quan tâm gia đình, biết đối xử tốt với gia đình hai bên thôi. Được không? Cái đó em có dư. Có hứa với tôi chăm sóc người này không? Dạ có. Chăm sóc tới chừng nào? Tới khi nào mà anh Quyền Linh lấy vợ hai thôi. Trời đất ơi. Không, cái cũng được, tôi không bao giờ lấy vợ hai hết. Yên tâm. Rồi, nhớ nha. Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt, hứa. Nãy giờ quay nhiều lấy câu đó thôi đó. Dễ thương lắm á. Rung quá anh ơi. Gì đâu rung. Để tay nút bấm đi. Có má ngồi dưới đó nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Phải vậy chứ. Ơi. Chà, xính dữ rồi nha, nắm tay cái đi. Tay nhau cái coi. Cười hoài, em cứ cúi mặt em cười biết. Nhẹ anh Trung. Em trai, em thấy sao? Tê tê chị ơi. Tê cái gì? Thôi stress, má dẫn đi xem phim đi. Má giật giật chị ơi. Dạ rồi. Má dẫn rủi xem, đi xem phim đi. Chứ không má đi theo á. Xin phép đi. Nói gì đi. Dạ không, xem phim đi cái khác được không anh? Được thì cứ xin má đi. Hỏi anh chi? Đây người có quyền đây nè. Dạ xin má cho phép con tối nay con dẫn bạn đi đập dịch. Rồi đi đập dịch. Đập dịch đâu buổi tối ông? Có. Không, nằm sen có chị. Em nghiên cứu rồi.
Đó. Kiếm tiền hai cái tao nha. Để em. Để em đúng không? Để em quá. Bản lĩnh tuyệt vời đấy. Cảm xúc của mình mà. Bằng mọi hình thức đó chị. Tùy em, hình thức nào cũng được. Trời đứng quay qua đó vậy chứ mày. Ông giống như là thôi tôi không muốn đâu gì đó. Đừng ngại ngùng gì nữa. Dễ thương. Tiếp tục nhiệm vụ của mình. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Nam Thư, cùng bạn gái mình bên kia. Em tên là em tên là Nguyễn Văn Bằng. Năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em là nhân viên quản lý về container cho một hãng container lớn của Hàn Quốc ạ. Dạ, quê em quê gốc ở Quảng Ngãi ạ. Em làm việc ở quận mấy Bằng? Dạ, em làm việc quận nhất anh Quỳnh Linh. Bây giờ mời đàn gái mình nói về bản thân mình nha. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, chào tất cả mọi người ở trường quay. Thì em tên là Phạm Thị Thu Đan, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Phú Yên. Em đang làm nhân viên mua hàng cho một công ty may mặc ở bên Hàn Quốc, làm việc tại quận nhất ạ. Bằng nói một tí xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình đi Bằng. Dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, đặc biệt sở trường của em là món cháo anh. Cháo hải sản, cháo bò, cháo heo gì em nấu được hết. Dạ. Cháo heo là... Cháo thịt heo đó chị ạ. À hên quá. Chứ người quê mình mà nghe nói cháo heo là nấu cho heo ăn đúng không em? Dạ. Ưu điểm tiếp theo của em là em là một người rất là thân thiện. Nhược điểm của em thì cũng như bao bạn nam khác. Thì cái cũng có tính bề bộn, hay vứt đồ lung tung này kia. Chưa có vợ thì vậy thôi. Dạ vâng. Có rồi em sẽ biết. Dạ vâng. Không được bộn bề vậy đâu. Em có một cái lời hứa với một cái anh thể dục thể thao. Em hơi quá cân, em hẹn hoài mà chưa có thực hiện được nhiều anh. Anh cũng đang có lời hứa với anh thể dục thể thao đó mà hứa hoài cũng vậy thôi. Dạ vâng. Bây giờ mời Đan. Cái ưu điểm của em thì mọi người hay nói em là khéo tay. Em có thể nấu ăn hoặc làm những đồ handmade. Về cái nhược điểm của em thì hơi nhút nhát và hơi gọi là giải quyết vấn đề theo cảm xúc nhiều hơn. Ừ. Có những cái vấn đề như em hay lời hứa là giảm cân. Nữa hả? Lời hứa giảm cân mà cũng không bao giờ thực hiện lời hứa được em, đúng không? Em có chỉ là giảm leo lên cân thôi. Đó, hôm bên trước đây anh cũng... bước lên cân á, là cái cân nó nói người này béo quá, cần giảm cân. Cách đây 2 ngày anh bước lên nó không nói vậy, nó nói cân này không cân heo. Rồi à, tình duyên mình thế nào em trai? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình từ sinh viên. Mối tình gần đây của em là cách đây 2 năm anh ạ. Quen và tìm hiểu bạn đó cũng hơn 1 năm. Cái điều mình rút ra kinh nghiệm ở đây là mình phải có sự chín chắn, chuẩn bị kỹ lưỡng trước hôn nhân. Đúng rồi. Về kinh tế cũng như là công việc. Mời đàn gái. Dạ, thì em cũng giống như bạn thì trải qua 2 mối tình. Thì một mối tình là cũng thời sinh viên, thì em quen bạn đó tính khi mà ra trường. Và sau đó thì em có quen một bạn nữa, thì chia tay cách đây 1 năm. Quan điểm về để đi tiến xa hơn trong cái chặng đường tiếp theo ấy, thì nó không đồng quan điểm về phong tục tập quán. Em muốn tìm một người đàn ông lý tưởng cho mình là như thế nào? Luôn luôn là một người đàn ông có thể mà chăm sóc em, bảo vệ em ở vấn đề phía bên ngoài. Còn tổ ấm thì để em lo. Còn tổ ấm thì để em lo. Bạn ơi, dạ vâng, em cái hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn một người phụ nữ cho bản thân mình là như thế nào? Em không có đặt cho mình một cái hình mẫu nào gọi là lý tưởng hết ạ. Với em thì em mong muốn tìm được một người phụ nữ chung thủy, biết chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình hai bên. Vấn đề do người đàn ông, tất cả mọi thứ đàn ông chúng ta nên chủ động để có thể làm cho phụ nữ yên tâm. Hoặc là mình làm gì đó thì chắc chắn cái sự chung thủy đó sẽ thay đổi. Dạ. Em nghĩ xem ngày hôm nay mình sẽ gặp người con gái thế nào? Tương đồng với em anh. Tương đồng là sao? Cao giống em. Cao giống mũng em. Mũm miệng cũng giống em. Mũm miệng giống em. Dạ vâng. Trời. Với em tóc ngắn dài cũng được anh ơi. Em không quan trọng về make up cho lắm. Trắng hay da ngâm? Như em là được anh. Em thích mặc váy hay thích mặc quần jean hay thích mặc quần tây? Em nghĩ mặc váy thì sẽ đẹp hơn. À. Chào anh. Ô, nụ cười rất là tươi. Thấy chưa? Mặc váy trắng. Trắng hơn em. Anh rất thích khi nhìn em. Ngay cái lần đầu tiên đó là nụ cười nha. Nụ cười em làm xóa đi tất cả những muộn phiền trong cuộc sống. Và nếu như có gia đình, có người đàn ông bên cạnh, có những người xung quanh, hãy cười lên bất kỳ lúc nào đó để ta cảm giác là rất là yên bình. Dạ, em đấy. Muốn tìm người giữ em nụ cười này anh ơi. À, nhiều khi đàn ông làm gọi là phụ nữ khó chịu quá cũng cười không nổi đúng không? Dạ. Điều gì ở đàn ông mà em không thích? Nhậu nhẹt. Không, đàn ông cũng có nhậu một chút cho nó vui. Không, cái khả năng là em có nói là người đó có thể uống được. Tại vì em uống có được. À. Nên là người đó phải uống được. Rồi không có gọi là
tính hay ghen, người đó có tính gia trưởng. Em định khoảng khi nào để đàn trai bước tới? Mình không có định được anh ơi. Ví dụ như mà mình vô mình thấy mình điện nó giật quá thì mình tới luôn cũng được. Ừ. Còn nó không giật thì mình cứ từ từ. Bạn trai bên anh á rất chững chạc, cũng có thể là một cái chỗ dựa tạo nên cái niềm tin ở cho bất kỳ ai luôn. Yeah. Anh nói như vậy đó để bạn mối qua coi có phải không? Chứ đàn trai là chịu đàn gái rồi đó. Em chào chị Nam Thư. Ồ, dễ thương. Dạ, ủa, cảm ơn chị. Trời, nãy giờ nghe em và anh Linh nói chuyện tưởng tượng chắc chị nghĩ qua chắc mập bụng phệ lắm. Vừa vừa đó chị ạ. Nó hơi ấy, ấy chút thôi. Cũng giống như anh thôi. Anh là muốn gấp đôi người ta luôn. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Ăn nhiều xíu chị. Ăn nhiều không phải là cái tội, tại vì ai nấu ngon mình phải ăn thôi. Em có thích ngủ nhiều không? Em không thích ngủ nhiều. Em ngủ đủ giấc thôi chị. Một giấc của em đủ là khoảng bao nhiêu tiếng? Tầm 6 đến 8 tiếng chị. Em thích ngủ, em ngủ tầm khoảng nhiêu tiếng? Có tầm 8 đến 10 chị. 8 đến 10, ừ, hai đứa bay trời sinh một cặp rồi đó. Em thì cũng hay đi tiếp khách hàng chị. Và lâu lâu phải đi giao lưu với các anh em. Nhậu việc phia thì em để nó ngủ luôn. Sáng ngày em mới tắm. Sáng tắm còn hơn. Anh mấy lần vậy đó, anh nghĩ là sáng ngủ dậy anh tắm anh quên anh đi luôn. Nhưng chuyện đó sau này có vợ, vợ lo. Dạ vâng. Lên giường nằm kế em mà không tắm. Yên tâm chị, em dội nước tự động tỉnh vô tắm. Đấy, nhẹ nhàng đơn giản, dội nước tỉnh tự động đi tắm. Dạ. Em nãy giờ nói chuyện á, em có hình dung được cô gái bên này là một mẫu người như nào không, về ngoại hình đó? Có thể nghe bạn kể thì ngâm mỉm chứ càng càng giống em nữa. Em thích chị mà. Dạ. Mà em nói là cũng cô gái mẫu mỉm giống như em mà. Dạ, dạ. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với gia đình thứ hai của em, chị Văn Anh ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em Bằng thì là trai quê, chất phác, hiền lành, tử tế và rất là tốt tính. Bằng chăm chỉ lắm, mẫn cán và luôn hết lòng. Chào Thu Đan. Dạ, chào chị ạ. Thực sự mà nói thì lúc em mới đi ra, nhìn là đã có thiện cảm rồi. Em rất là dễ thương và qua những cái chia sẻ hoặc là những cái trao đổi nãy giờ đó thì cái cảm tình trong chị dành cho em nhiều hơn. Cái thời gian thì nó cũng eo hẹp, rồi cái không gian nó có thể là nó cũng không có tiền để cho các em thoải mái và tự nhiên để mà thể hiện hay là bộc bạch cảm xúc đâu. Nhưng mà chị nghĩ là để có cái rung động thì có lẽ là hơi khó đấy. Cho nên là chỉ cần khi mà rào mở ra này, mình nhìn nhau này, mình tiếp xúc có một vài những cái trao đổi nữa mà cảm thấy rằng là có cái sự cảm mến và đó là cái thiện cảm đó, thì cứ cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn chị. Bằng ơi. Dạ vâng. Em giao niềm tin đúng chỗ rồi đó. Đang, hôm nay em tới đây em đi với ai? Hôm nay em đi tới với chị họ và anh họ của em cùng với bạn của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào quý vị khán giả. Về cho chị nhận xét luôn về bạn trai bên này. Về ngoại hình thì chị thấy là hai bạn rất rất hợp nhau. Có thêm hai đôi mắt kiến nữa rất hợp luôn. Lối sống thì hai bạn cũng mê ăn mê ngủ giống nhau. Thì chị nghĩ về là chắc là rất hợp nhau. Cứ bấm mình chống ế em ha. Rồi ha. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị ạ. Dễ thương, dạ, cảm ơn gia đình nhà mình. Tôi tin tưởng đây là một cặp đôi rất là dễ thương và rất là hợp với nhau. Quan trọng là các bạn có hợp chung nhịp tim hay không thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Bằng. Chào Thư Đan. Dạ, có chào anh. Em cũng có quà tặng anh ạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em tưởng là anh cao lắm chứ cũng như em. Người chững chạc, hơi gọi là nghiêm túc. Nhìn khuôn mặt dễ gần. Nếu sau chương trình này chúng ta có duyên, anh có thể mời em đi ăn. Mập rồi đó. Mình ăn chay được không anh? Ăn chay mà hạp là nó mập bạo nữa. Yeah. Nhiều khi biết đâu mình cảm xúc quá, mình nhìn nhau cũng no nữa. Ồ, hay quá. Anh có định hướng gì cho cuộc sống nếu như mà mình tiến tới hôn nhân sau này? Đương nhiên là phải làm việc ở Sài Gòn rồi. Mà muốn 2 năm tới thì anh sẽ mua một cái chung cư trả góp. Thì nếu lập gia đình thì sẽ về ở đó. Anh tự mua hả? Anh sẽ tự mua. Vợ không có liên quan đúng không anh? Về cái quan điểm mà trong cái cuộc sống hôn nhân á, thì anh quan điểm như thế nào? Anh quan điểm là hai người phải tôn trọng nhau. Hai vợ chồng cùng làm, cùng chia sẻ. Công việc nấu ăn chẳng hạn, em nấu cơm, anh rửa chén chẳng hạn như vậy. Và anh có thể nấu. Lỡ em không thích làm hết sao? Không, cái đó, điều đó thì anh nghĩ cũng không quan trọng. Anh đi làm về muộn không ạ?
anh sẽ sếp công việc để về sớm. À, sắp xếp về sớm, trong tuần anh về sớm được bao nhiêu ngày? Thì đa số thì thường thường khoảng 8 giờ là anh, 8 rưỡi là anh về tới nhà rồi. Chết bà rồi, thấy em nấu cơm mà. Em yên tâm, anh sẽ rửa chén cho em. Thôi em sẽ mua cơm hộp. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì anh cũng có một ca khúc tặng cho em cùng MC Nam Thư, anh Quyền Linh cùng toàn thể các vị khán giả trường quay và khán giả truyền hình. Từ khi qua đây anh đã biết bối rồi, vì những lúc thoáng em cười, anh đã biết con tim hoa xuân hé nụ. Người yêu ơi xin em chớ quên. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Hay quá. Cảm ơn. Đan ơi. Dạ. Yeah. Vậy em có món quà tinh thần nào đáp lại cho bằng không? Dạ có, để em mở quà chị. À. Thì em có cây bút em muốn tặng anh. Cảm ơn. Trời ơi, dễ thương vậy. Em muốn là một người đàn ông bước ra ngoài thì phải là lịch thiệp, lịch sự. Và cái cây bút thì nó rất là gần gũi với công việc của mọi người gần như là hàng ngày. Và một cái ý nghĩa mà muốn sâu xa nữa là dùng cây bút để vẽ lên cuộc đời tươi đẹp cho hai đứa sau này. Trời ơi. Em nhìn anh thì em thấy rất là dễ gần. Hy vọng là mình có cơ hội tiếp xúc nhau để trao đổi nhiều hơn. Rồi, hết thời gian. Kiểm tra lại một lần cuối. Chuẩn bị. 3 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng em. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đẹp đôi dễ sợ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau đi. Chồng xin phép. Hay quá vậy ta. Dễ thương. Thì bây giờ là tới một cái thủ tục mà em hết sức là yêu thích ở bạn muốn hẹn hò. Nụ hôn đầu tiên sau khi bấm nút. Bình tĩnh, đừng xỉu nha. Em xin phép anh chị. Để em. Để em đúng không? Để hay em quá. Bản lĩnh tuyệt vời đấy. Cảm xúc của mình mà. Bằng mọi hình thức hả chị? Tùy em, hình thức nào cũng được. Trời, điểm đứng quay qua đó vậy, đứng quay. Ông giống như là thôi tôi không muốn đâu gì đó. Đừng ngại ngùng gì nữa. Dễ bạn thương. Tiếp tục nhiệm vụ của mình. Dễ thương hết sức. Đụng tóc rồi cưng. Tôi hôn vào má cô ấy. Nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Làm lại đi bằng. Dạ em xin phép lại. Không có cái lỗ tai nó nhột lắm. Bạn lĩnh đàn ông đâu bằng. Nào. Má. Không. Chưa có được. Không được tôi bắt hoài luôn á. Bây giờ em thấy trúng chưa? Dính chưa? Dạ dính rồi. Mà dính vô tóc hay vô má? Ngày vô tóc má. Vô tóc kìa. Vô tóc kìa, thấy chưa? Bằng. Dạ vâng. Vô má đàng hoàng. Dạ em xin phép lại. Rồi. Cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Thôi chị tính xíu. Vậy hay quá thì em không có chịu. Em là vui vẻ hòa đồng. Hòa giải thích với mọi người. Không phải là người vô tăng là được. Em không biết nhậu. Mời nhà trai. Rồi mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ, hiện tại là em 32. Em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cẩm Hồng như. Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp nha. Ừ. Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. Tâm giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. Em học y sĩ. Học y sĩ. Tức đó là thua bác sĩ một cách thôi đó. Dạ đúng rồi ạ. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi nha. Hiện tại là em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Có chỗ nghỉ em rồi. Em ơi, em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ, ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ một bữa. Dạ được anh.
Vậy là hai bạn này á Linh, mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại đơn giản nữa, không phải đi công viên hẹn bất nhau cỏ. Ở nhà nghỉ. Dạ. Ủa, không cần đi công viên nghĩ bất kỳ cỏ quá, rồi. Nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi chịu tính xíu. Chung em mà hơi bề hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều đến mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á, mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp. Nên phải dừng lại. Dừng lại, bao lâu rồi em? Dạ khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi. Dạ. Bạn trai thì sao nè? Dạ em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khăng khích tới cỡ nào? Dạ cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay? Dạ. Ủa em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ có chứ. Rồi nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng à? Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ừ. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À em có nhà nghỉ rồi về chi đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À, tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em, em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu? Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ rượu lượng rượu rất là cao. Sợ gì làm đếm được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc chứ không phải là trời biết nhậu rồi ngày nào biết cũng nhậu. Trời ơi, biết nhậu rồi từ từ nó ghiền xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Đổi nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, xí xào vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Thôi thì coi bên coi bên đàn trai đáp ứng đi. Được nhu cầu của em hay không? Sao quản lý nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy giá hả? Giá nhiêu phòng cưng? Trời anh là ở miễn phí. Trời ơi thấy chưa? Chút gì cái giá miễn phí liền. Dạ, đó, bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho anh. Anh hay đi quay đây đó xong mệt ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút. Rồi. Cho tôi ngó bên đằng trai. Ngó đi ngó đi. Chơi gì? Nãy giờ khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? Nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. Chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được mười mấy năm rồi thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm, bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi. Rồi nó làm quảng cáo này kia, nhà cửa thì có ở dưới quê á, nhà cửa khang trang ở dưới quê là rồi, cũng cảm được ơn má rồi nuôi thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ vậy cũng tốt rồi đó, quan trọng là nỗ lực của mình thôi. Rồi, dạ em đi với cô ruột của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, em chào bên nhà trai, chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó,
Hay thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, xin anh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Thôi giờ Hồng Vân. Ơi. Hồng Vân ơi. Ơi. Giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi, Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi cẩm hiệp. Dạ, chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một chai nước hoa. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra. Là em tặng cái gì hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, là thơm là được hả? Vậy dạ anh tặng chai nước hoa Gucci vậy chị. À dạ, Gucci rồi, đúng rồi ha. Dạ. Rồi, dạ em cũng rồi, thích bây giờ tôi lắm, đưa cho hiệp hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò Hamed em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Dạ tặng anh cuốn sách, em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe thôi. Dạ, anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. Hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà mong... trái tim đó là trái tim trinh trắng đó, đúng không? Dạ. Dạ. Là tại vì em muốn giao một trái tim trinh trắng cho bạn đúng đó rồi. Để tô lên màu đỏ. Đừng tô màu đen là được. Trái tim em làm đó hả? Dạ, tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ, em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi nhiều thẩm mỹ lắm, nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Dạ. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ, ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh nhìn cho em chứ đó. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Quyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy, nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đó em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu nha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm, nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới để ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau, thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Ví dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng tiếng mấy à. Thì em nằm giáp danh với thành phố Tân An luôn. Qua cây cầu là tới bên quá gần mà em. Dạ đúng rồi. Vậy đó là khoảng 45 phút là 45 rồi. Phút dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? À, anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? À. Em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho anh xin nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thừa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chết anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chết anh quá khờ. Thôi được. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Trời bài nào gì lạ vậy trời. Ừ. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tự em sáng tác rồi. Có gì ông hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức bao người nên duyên. Từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa. Một khi đến với chương trình, lúc đi chỉ một khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng rể ngoan. Đã biết trời tạo duyên, còn đây để rung quá hồi hộp quá. Dạ. Phải không? Cái anh đó anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ làm sao mà nhỏ không rung được trời ạ. Còn đây nợ đôi ta tạo thành xin hết. Rồi. Đó mong bây chàng giờ... rể hiền đó, rể hiền để ngoan bây giờ... đó. Chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi đôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì ao đành chịu.
Bây giờ phải nào mình kết chầu cha, kết chầu cha chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn năm em vẫn chờ. Vợ là ta bấm liền đó vậy đó. Thôi chuẩn bị. Chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi. Bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem. Và em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó? Con xin phép cô là con cho con được quen. Em là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ con cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiếng xa hơn cô ha. Chứ làm thủ tục hôn nhau cơ nè. Nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó. Ông đừng có quên của nó tội. Đừng làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đâu môi này anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má. Ai lần hai. Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao?